Tớ thà sống cô độc còn hơn là có người chồng kiểu như mày, hiểu chưa? Thôi đi, mà cứ buồn ngu buồn lo như vậy giải quyết được gì hả? Con xin thề với bà má, con không hề có ý phản bội Mai Anh. Đúng, đúng là con đã từng yếu lòng, nhưng con đã suy nghĩ lại và tránh xa người con gái đó. Con đã phải khổ sở ra sao để cưới được Mai Anh, ba má cũng hiểu rõ mà. Trời ơi, ở trên đời mà không có lửa thì làm sao có khói. Bây giờ mày đừng có dùng những cái từ ngon ngọt để mà dụ dỗ mọi người trong cái nhà này nữa, không ai tin mày hết. Thưa ba má, thật sự con không muốn đem chuyện công việc về nhà để làm cho ba má mệt mỏi đâu. Nhưng bây giờ con đành phải nói cho ba má biết, vị trí hiện tại bây giờ của con đang có rất nhiều người muốn giành lấy, cho nên họ không tiếc gì những lời bịa đặt để mà vu khống con. Thật sự con đã rất mỏi mệt khi ngày ngày phải đấu trí với bọn họ, vừa phải cố gắng sống làm sao để cho anh hai với lại ba má không phải xấu hổ vì con. Con xin thề, nếu con có nửa lời gian dối nào thì trời tru đất diệt con đi. Đứng lên đi, đứng lên. Mày đừng có thề thốt như vậy, nghe chưa? Không có nên đâu. Dạ thưa ba, con không làm gì hổ thẹn với ba má với Mai Anh, nên không có gì phải sợ hết. Nếu ba má còn nghi ngờ thì ngày mai con sẽ thôi việc ở bệnh viện liền, để con về nhà phụ giúp ba chữa bệnh và chăm cho vợ con. Không cần phải như vậy đâu. Đừng có để vợ chồng tôi phải mang tiếng là ép con rể của mình á, để mà vì quyền lợi con gái của mình. Ba, tất cả là do con tự nguyện, ba má không hề ép buộc con. Con sẽ xin phép anh hai cho con thôi việc. Dù gì tương lai của con được như vậy cũng là nhờ anh ấy hy sinh cho con. Con không muốn anh buồn vì nghĩ rằng con không trân trọng sự hy sinh của anh. Thôi, coi như là chuyện này tạm thời gác lại đi. Ba mong á là sau này con muốn làm gì con cũng phải suy nghĩ lại, nhất là với những người đã hy sinh quá nhiều vì mình. Mai Anh à, anh là chồng của em nè. Em sao vậy Mai Anh? Mai Anh ơi, đừng có làm anh sợ mà Mai Anh. Mai Anh à, thôi bác sĩ mình nhanh lên một chút đi, bệnh nhân mất máu nhiều lắm. Nhanh lên. Khoan đã, ca này mất máu nhiều quá, ca này để tôi. Dạ. Nhanh lên. Bác sĩ Kim, tôi sẽ đứng ca mổ này, anh ra ngoài đi. Ca mổ này đâu có gì phức tạp mà phải phiền tới anh. Tôi là trưởng khoa thì tôi đứng ca mổ này là chuyện bình thường thôi. Nè, có chuyện gì mà hai cậu tranh cãi ở đây vậy? Dạ, thưa giám đốc, có một bệnh nhân bị dao đâm ở bụng, nhưng mà trưởng khoa lại không cho phép cô thực hiện ca này. Con là người nhận bệnh thì đương nhiên con đứng là chuyện bình thường thôi, nhưng mà ca mổ này không có gì phức tạp, phải phiền đến trưởng khoa. Nè con, bữa nay trời đẹp, lát nữa má đưa con ra công viên chơi nha. Hồi đó sáng nào hai má con mình cũng ra ngoài đó tập thể dục, con nhớ không? Ừ? Dạ con chào dì. Ủa, con chào dì. Hai đứa tới chơi hả? Ngồi đi con. Mai Anh đỡ cho dì. Con từng nghe ba con nói á, là một trong những việc mà khó khăn nhất trong y học á là trị tâm bệnh. Nhưng người hiền lành như Mai Anh chắc chắn sẽ khỏi bệnh thôi. Con thấy á, chẳng qua là do mình chưa tìm được chìa khóa thôi. Ừ, cảm ơn con. Lần nào nghe lời động viên của con, dì Dượng cũng thấy nhẹ lòng hơn một chút. Bây giờ tụi con đưa Mai Anh ra công viên chơi được không dì? Ra đó có thể là gợi nhớ cho Mai Anh được chút gì đó. Dì cũng định đưa nó ra đó. Hay là bây giờ hai đứa đưa em nó ra ngoài đó chơi giùm dì nha. Dạ. Dạ được ạ. Đi, đi, đi con. Đi em. Ủa, ông về rồi đó hả? Ừ, Dượng, con đưa Mai Anh ra công viên chơi nha. Ừ, đi đi con. Dạ, Dượng. Ông nè,
giá như bây giờ có thể quay trở lại được như ngày xưa thì chắc là con Mai Anh nhà mình nó sẽ không khổ như vậy, nếu như nó đến với thằng Hào, đúng không ông? Bà nói như vậy không sợ con Việt Linh nó nghe được nó buồn hay sao? Chuyện duyên phận của con người ấy, đã do ông trời sắp đặt hết rồi, bà có muốn thay đổi cũng không có được đâu. Sao lại không được? Hồi xưa rõ ràng là con Mai Anh nó đâu có chịu ưng thằng Minh đâu, nó thà sống một mình chứ không chịu lấy ai ngoài thằng Hào hết. Vậy mà tôi làm đủ mọi cách để ép con nhỏ lấy thằng Minh bằng được, rồi bây giờ ra cớ sự như vậy nè. Tôi đúng là một người mẹ không ra gì mà. Chuyện không muốn thì cũng đã xảy ra rồi. Bà nghĩ nhiều chi rồi hối hận, rồi bà tự trách mình cũng vậy thôi. Bây giờ bà nghe tôi nói nè, mình phải cố gắng giữ gìn bản thân, giữ gìn sức khỏe để còn lo cho con gái của mình nữa bà. Chứ bây giờ tôi với bà mà có mệnh hệ nào thì con gái của mình nó sống một mình làm sao mà nó sống được. Vậy cho ông làm thầy thuốc bao nhiêu năm, chữa cho biết bao nhiêu người rồi, không lẽ bây giờ ông đành bó tay trước căn bệnh của con mình hay sao? Tôi cũng đã cố hết sức rồi, nhưng mà có được đâu. Là do bản thân con Mai Anh nó chưa muốn, hoặc là nó chưa chấp nhận sự thật, cho nên nó vẫn còn đang lang thang đâu đó trong mơ ký ức của nó. Muốn nó hồi phục thì không phải sức của một mình tôi là làm được, mà còn phải có sự hợp sức của bà, của thằng Hào và cả thằng Minh nữa thì mới làm được bà. Ông nói như vậy có khác nào tôi phải bắt thang lên kiếm ông trời mà xin thuốc hay sao? Vợ chồng mình với lại thằng Hào sẵn sàng lo cho con nhỏ, nhưng mà còn thằng Minh kia kìa, ông nghĩ nó có chịu hay không? Chắc là bà cũng đã có câu trả lời rồi đúng không? Nói thiệt, Tôi đang phân vân với cái lời hứa hẹn của thằng Minh đây nè. Bao nhiêu chuyện không hay nó cứ dồn dập kéo tới, riết rồi bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi không biết là tôi nên tin thằng Minh hay là tin mấy đứa nhỏ nữa. Bà đã là vợ chồng từng ấy năm, suy nghĩ của bà như thế nào sao tôi không biết được, sao mà tôi không hiểu được. Nhưng có một điều tôi muốn là bà phải can đảm chấp nhận sự thật. Đó là việc sớm muộn gì thằng Minh nó cũng sẽ rời bỏ con gái của mình. Vậy thì chuyện của nó và con Tuyết nói có thật hay không bây giờ không còn quan trọng nữa, bà hiểu không? Bây giờ thì tôi mới nhớ ra bệnh nhân đó. Không ngờ tình cũ sâu nặng cho nên mới dành cái quyền phẫu thuật như vậy. Cô gái đó có phước thiệt. Anh nói đúng, cô ấy có phước lắm nên cùng lúc mới quen với tôi và anh. Không được rồi, chắc chắn giữa ả và hắn có vấn đề gì rồi. Đã vậy thì không thể để cho ả sống được. Mai Anh, em nhớ hồi nhỏ anh, em với thằng Minh thích ra ngoài này chơi lắm. Mình ra đây mình vừa tập thể dục, mình vừa hóng mát, em nhớ không? À, anh nhớ có một lần ba anh em mình tập thể dục mệt quá, đi tới cái cầu thang bên kia kìa, cái em với thằng Minh nhõng nhẽo không có chịu leo lên cầu thang, một hai đòi bắt anh phải cõng hai đứa lên, em nhớ không? Anh nhớ lúc đó thì anh phải cõng em lên trước, rồi sau đó mới cõng thằng Minh lên đó. Mai Anh,
anh à. Vậy không có tác dụng hả anh? Nè, hai anh em nãy giờ nói chuyện chắc khát nước rồi. Của anh đây. Cảm ơn em. Mai anh ơi, uống miếng nước nha. Tại vì mình ở đây chơi lâu lắm á, khát nước lắm á, uống miếng nước nha. Uống miếng đi mà. Mai anh à, mấy ngày nay dì lo cho em, sức khỏe của dì giảm nhiều lắm. Em mau tỉnh lại, rồi còn đưa dì ra đây để mà tập thể dục. À, em có nhớ không, hồi đó em và dì ra đây để tập thể dục, em á thì đòi đạp xe, còn dì thì chỉ thích đi bộ thôi. Cho nên hai mẹ con cứ cự nữ với nhau hoài, em nhớ không? Mà anh, mấy hôm nay á, em thấy anh hay ở nhà. Bộ ở trên chỗ làm có chuyện hả? Anh xin nghỉ ít bữa để lo cho Mai Anh và dì Dượng. Em cũng thấy sắc mặt của dì Dượng kém đi rất là nhiều. Anh lo nếu mình không phụng một tay, chắc là dì Dượng cũng không gắng gượng được lâu đâu. Bệnh của Mai Anh á, cần phải được điều trị lâu dài. Anh cứ xin nghỉ hoài như vậy liệu có ổn không? Bây giờ anh phải cố gắng hết sức, ráng được tới đâu hay tới đó thôi. Thời gian em rảnh nhiều hơn anh, hay là để em qua dì Dượng giúp họ một tay nha. Thôi, chuyện của anh sao phiền tới em được. Em vừa phải lo đi làm, còn lo công việc ở nhà mở, vậy còn đòi phụ lo cho mấy anh, sức đâu mà em chịu nổi. Thì lúc nào rảnh em mới qua phụ mà. Tuy là không giúp được nhiều, nhưng mà có thêm người cũng đỡ cho dì Dượng phần nào lắm. Cảm ơn em. Không có gì. Tôi đã dặn anh xử lý ả thật là gọn ghẽ, vậy mà đàn em của anh ra tay quá nhẹ nhàng, để bây giờ tôi phải hốt rác đây nè. Tụi mày nói vậy khác gì coi thường tay nghề anh em của tụi tao rồi còn gì nữa. Là do con nhỏ đó mạng lớn. Việc tôi nhờ anh chưa hoàn thành xong, bây giờ anh giải quyết với tôi sao? Thì bây giờ làm lại thôi, làm gì đâu mà ồn ào dữ vậy. Ok, vậy tôi sẽ đưa anh vào bệnh viện để xử lý nó. Trời đất ơi, giỡn chơi hoài chứ mày. Trong bệnh viện đó biết bao nhiêu là tay mắt lãng quang đó hả? Công an nó hốt nguyên một ổ tụi tao là chết. Thì chắc đưa nó ra ngoài đi, tao xử cho. Có tôi ở bệnh viện hỗ trợ thì anh còn sợ cái gì nữa? Nếu như chúng mày nói vậy thì tụi tao chơi thôi, đâu có sao. Bây giờ mình đang ở đâu? Mình ở đây khác nào chui đầu vào rọ. Không được, mình phải trốn khỏi đây trước khi hắn thủ tiêu mình. Nè, cô đi đâu vậy? Bình tĩnh, từ từ. Cẩn thận. Vô đây, từ từ. Bình tĩnh, ngồi xuống đây, ngồi xuống. Từ từ, cẩn thận vết mổ của cô. Cẩn thận. Cứ nằm xuống. Anh cho tôi đi đi, chờ ở đây. Cô bị làm sao vậy? Vết thương của cô bị như vậy mà cô đi câu này, bọn cô muốn chết hả? Nhưng mà cho tôi ở đây là hắn thủ tiêu tôi đó. Nhưng mà cô đi ra ngoài rồi á, thì hắn mới dễ dàng thuê người truy sát cô đó. Ở đây dù gì cũng có tôi, cũng có bác sĩ Khiêm, hắn ta không dám manh động đâu. Nhưng bác sĩ Khiêm là cấp dưới của hắn, thì làm sao ngăn cản được khi hắn muốn giết tôi chứ. Tuy rằng bác sĩ Minh là trưởng khoa, nhưng giám đốc bệnh viện này rất là công minh. Nếu như tôi làm đúng thì ông ấy sẽ ủng hộ, cô cứ yên tâm. Chẳng lẽ anh định đi nói với ông ta
về việc hắn định âm mưu giết chết tôi ở đây sao? Hiện tại bây giờ là mình chưa có bằng chứng cụ thể nên mình không thể làm gì được. Nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi có cách để bảo vệ cô. Vì hiện tại bây giờ chỉ có một mình cô là nhân chứng có thể giúp cho tôi minh oan. Cô yên tâm đi, tôi sẽ nhờ những y tá khác lưu ý đặc biệt đến cô. Ở đây còn có camera quan sát được khắp nơi. Phòng trực của tôi thì lại đối diện phòng của cô, cho nên hắn không có dám manh động đâu. Cô đừng có lo. Bây giờ cô cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi, không có sao. Đừng có cử động nhiều, nếu không vết thương của cô không có lành được đâu. Rồi, không sao đâu, cô cứ yên tâm, nằm nghỉ ngơi tại đây. Bác sĩ Kim, hai người để tôi ở đây một mình, lỡ hắn lẻn vào giết tôi thì sao? Cô yên tâm đi, tôi sẽ để mắt tới cô mà, cô đừng có lo. Tôi sẽ tìm cách, lúc nào cũng kề cận bên bác sĩ Minh. Còn hiện tại bây giờ, cô cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Nên nhớ nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Cô nghỉ ngơi nha. Nếu như em mà là anh á, em đã để cho bà ta chết mất rồi. Bà hại anh vậy, anh còn cứu bà làm cái gì nữa? Bây giờ cô ấy là nhân chứng duy nhất có thể đưa ra bằng chứng để giải oan cho anh và buộc tội bác sĩ Minh. Anh nghĩ coi, cái người mà có thể vì tiền làm tất cả mọi thứ giống như bà, có tin được không? Bà đã ăn tiền của ông Minh xong còn quay lại cắn ông như vậy. Và anh nghĩ coi, bà có thể trở mặt với anh bất cứ lúc nào đó. Cô ấy đã vào đường cùng rồi, bây giờ chỉ có anh mới có thể bảo vệ được cho cô ấy. Đối với hắn ta, từ đầu đến cuối cô ấy chỉ là con tốt thí mà thôi. Vậy thì bây giờ anh kêu bà đưa bằng chứng ra vạch mặt tên Minh luôn đi cho rồi, khỏi phải canh chừng chi cho mất công. Chưa được, cô ấy chưa có tin anh. Trời ơi, mạng sống của bà bây giờ đang treo lơ lửng trên cành cây kia kìa, vậy mà còn làm giá nữa hả? Em thấy bà bây giờ có còn gì để mất nữa đâu anh. Tại vì em không biết, ở đâu cũng có luật ngầm của nó. Bây giờ cổ mà phản bội, bác sĩ Minh không cần ra tay, cũng có người khác xử thôi à. Sao thấy ghê quá vậy? Nếu biết trước á, là trong cái giới này không có tính người như vậy, thiệt em không hiểu sao có nhiều người thích lao đầu vô kiếm ăn để làm gì. Nhiều khi chưa hưởng thụ được gì hết là đã mất mạng rồi. Không phải ai sinh ra trên cuộc đời này cũng có quyền lựa chọn cho mình một số phận tốt đẹp đâu. Có nhiều người vì hoàn cảnh của mình mà đành phải chọn một công việc mà người đời lúc nào cũng khinh trẻ cái công việc đó. Đâu phải ai cũng được lựa chọn. Đúng là sống qua từng ngày mới thấy là mình trưởng thành nhiều hơn trước. Với lại em thấy số mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều. Mày mà khiến cho tao và mẹ anh phải đau khổ trong một thời gian dài. Tao phải cố kìm lòng mình lại suốt một thời gian qua để cho mày được sống hạnh phúc đó. Em xin lỗi anh, thật sự em đã nợ anh và cô ấy rất nhiều. Bây giờ em đang cố gắng để trả đi. Trả bằng cách nào? Bằng cách phụ đẩy Mai Anh để đến với một cô gái khác, để có thể cho mày được tiền tài và danh vọng hay sao? Mày nghĩ là ba mẹ nhìn thấy một đứa con thành đạt giàu có nhưng mà lại bất nhân bất nghĩa, hay là ba mẹ muốn nhìn một đứa con tuy nghèo nhưng mà biết trước biết sau? Được rồi, là do em sai, em tham vàng bỏ ngải. Và anh bên cạnh lo cho mẹ anh đi. Gia đình của Việt Linh giàu có, không có anh cũng không có chết được đâu. Còn mẹ anh thì khác. Mày, mày liệu mà giải quyết cho chuyện này ổn thỏa
Tao không muốn mang tiếng là bất nhân bất nghĩa với mày. Đã không sợ bất cứ một lời đe dọa nào nữa rồi. Chỉ có cái nghèo và sự khinh rẻ của người đời mới là thứ tôi sợ nhất thôi. Dù có là ai, chỉ cần làm vướng chân tôi thì nhất định tôi sẽ loại bỏ. Con quay lại ăn miếng cơm nha. Nè, quay qua bên đây nè. Mẹ đút cho con ăn miếng nha. Một miếng thôi, chứ cả ngày hôm nay con có ăn được miếng nào đâu. Nè, ăn miếng đi, cơm ngon lắm. Ăn một chút xíu thôi. Xong rồi á, à, mẹ tắm rửa cho con. Xong rồi lát nữa mình ra công viên chơi, nghe không con? Nha. À, hay là bây giờ còn để bé như vậy nè. Đó, để đây nha. Xong rồi cái mẹ đút cho em bé một muỗng nè. Xong rồi con một muỗng. Bây giờ con ăn cho em bé xem nha. Đây nè, con há miệng ra đi nè. Nè, à, bây giờ mẹ đút cho em bé ha. Rồi, đó, em bé há miệng rồi kìa. Con há miệng con cũng ăn đi ha. Rồi, há miệng nè, há miệng nè. Há miệng ăn chút xíu thôi. Một chút xíu thôi, giống như em bé vậy đó. Nha, há miệng, há miệng, há miệng con. Há miệng ra, há miệng ra, há miệng. Há ra đi mà. Ăn một miếng thôi. Một miếng mà con cũng không ăn nữa là sao? Sao con không ăn giùm mẹ một chút đi con? Thôi, bà nãy giờ cũng vất vả rồi, bà đi nghỉ đi. Để con ở đây tôi lo cho. Trời ơi con ơi là con. Con tỉnh lại được không hả? Tỉnh lại đi. Con cứ như vậy hoài cái thằng kia kìa. Nó lấy người ta, nó ở với người ta. Rồi cuối cùng còn được cái gì hả? Làm ơn làm phước đi con ơi. Con ơi là con. Trời ơi, ông trời ơi là ông trời, tại sao không trừng phạt tôi đi nè? Ông cứ hành hạ con tôi làm sao mà nó sống nổi đây trời ơi. Tôi không chịu được nữa, tôi kiệt sức rồi. Bà bình tĩnh đi. Bây giờ bà cũng gục ngã thì tôi với con Mai Anh biết bao nhiêu vào đâu để mà tiếp tục sống đây. Hết rồi, hết tất cả rồi, chồng không, con không, tương lai của nó như vậy làm sao mà nó sống được ông ơi. Bây giờ để cho tôi chết đi, để cho tôi chết đi còn hơn để tôi sống như thế này. Bà không được nghĩ như vậy. Bà còn có tôi, bà còn có thằng Hào. Tất cả chúng ta đều là người một nhà. Tất cả mọi người chúng ta phải cùng nhau để mà vượt qua giai đoạn này. Chỉ cần mình sống không hổ thẹn với lòng mình thì ông trời sẽ không phụ mình đâu bà. Alo, anh cứ ở đó chờ tôi đi. Tôi sắp xếp công việc trên đây xong tôi sẽ gọi lại cho anh. Anh có chuyện gì quan trọng cần phải đi hả? Sao em lại hỏi như vậy? Tại vì em thấy mặt anh rất là căng thẳng, lại còn gấp gáp đi ra ngoài nữa. Nè, tìm anh có chuyện gì không? Anh thử nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi. Trời, cũng trễ rồi hả? Lo làm quá, anh không nhớ thời gian luôn. Vậy bây giờ mình đi được chưa? Em đói bụng lắm rồi đó. Đi anh. Em à, hôm nay em chịu khó đi ăn một mình được không? Sao vậy? Anh có chuyện quan trọng cần giải quyết gấp. Chẳng lẽ còn chuyện gì quan trọng hơn em nữa?
Anh đi ăn với em một chút rồi quay về làm việc cũng được mà. Anh xin lỗi, nhưng thật sự việc này rất là gấp. Nếu có thể nhờ đồng nghiệp thì anh đã nhờ rồi. Vậy thì em sẽ ở đây đợi anh. Em đợi anh tới khi nào anh làm xong việc rồi mình đi ha. Sao mà được như vậy? Anh còn chưa biết khi nào làm xong công chuyện nữa. Để em chờ như vậy anh sốt lắm. Em tự nguyện làm việc này mà. Ăn uống không đúng bữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Em cũng biết mà, anh là một bác sĩ, anh không thể nào để cho bạn gái của mình bị bệnh gì hết, hiểu không? Thôi nghe lời anh đi mà, anh thương. Ngoan nha. Em không biết làm sao mà có cảm giác giống như là anh đang muốn đuổi em đi thì phải. Trời ơi, em nói như vậy là ngoan cho anh. Anh thề là anh không bao giờ có ý nghĩ đó. Chỉ là anh lo xem thôi. Anh cũng biết tính em rồi đó. Một khi em đã nói là em làm, mà muốn gì là muốn cho bằng được. Bây giờ em sẽ ngồi ở đây đợi anh cho tới khi nào mà anh làm xong công việc rồi mình sẽ đi, được chứ? Thôi được, thua em luôn đó. Như vậy thôi mình đang ở đây luôn được không? Anh sẽ tranh thủ vừa giải quyết công việc rồi vừa ăn với em luôn. Chỉ sợ là em ăn không ngon miệng thì ăn ở đây thôi. Không sao đâu, em ăn được mà. Anh biết, với anh chỉ cần được ở bên cạnh em, đối với anh ở đâu cũng là thiên đường hết. Anh này, bây giờ anh muốn ăn cái gì? Em muốn ăn món gì thì anh ăn món đó. Vậy em gọi món hầm để anh tẩm bổ ha. Em thấy dạo này anh làm việc lao lực lắm rồi đó. Em lúc nào cũng nghĩ cho anh. Anh thật sự có phước lắm mới được em yêu thương. Suốt kiếp này dù anh có làm trâu làm ngựa, chắc cũng không thể nào trả hết ân tình mà em đã dành cho anh. Cái miệng lúc nào cũng ngọt ngào như vậy hết. Đã như vậy á thì em sẽ cố gắng chăm sóc cho anh, để anh phải mang nợ em suốt đời luôn. Vậy thì anh càng vui chứ sao? Vì mình có duyên ở kiếp này, kiếp sau rồi kiếp nữa. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, ai mà để em đi mua đồ ăn cho anh. Anh là đàn ông, anh phải đi mua. Ngồi đợi anh nha. Dạ em đi đi, anh đi cẩn thận nhé. Anh định làm gì vậy? Tôi chỉ đến thăm và khám bệnh cho cô thôi. Bác sĩ Kim là người trực tiếp theo dõi bệnh tình của tôi. Anh ấy đâu sao không tới mà lại là anh? Bác sĩ Kim tan ca rồi. Tôi sẽ thay anh ấy kiểm tra cho cô. Tôi xin anh, tôi xin anh tha mạng cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi sẽ bỏ sớm mà đi mà. Anh tin tôi đi mà. Kìa, cô đang nói cái gì tôi không hiểu. Cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ tới đây để khám bệnh cho cô thôi mà. Yên tâm, bây giờ nằm im nha. Để tôi khám cho cô. Bác sĩ Minh, tại sao anh lại ở đây vậy? Bệnh nhân này do tôi và bác sĩ Khiêm theo dõi mà. Nè, tôi là trưởng khoa ở đây, tôi đi thăm và khám cho bệnh nhân không được sao? Cô làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi mà không biết chuyện đó hả? Dĩ nhiên là tôi biết, rất là chi tiết về bác sĩ trưởng khoa. Nhưng mà có điều tôi cảm thấy lạ là tại sao bác sĩ lại quan tâm tới bệnh nhân nữ một cách bất thường như vậy. Nếu mà cô Uyển Lan biết được bác sĩ tận tâm với cả những bệnh nhân nữ mà mình không theo dõi trực tiếp thì sẽ như thế nào ha? Nên làm tốt công việc của mình trước khi dòm ngó sang công việc của người khác. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi cảm ơn cô nha. Nếu không có cô là tôi tiêu rồi. Cô yên tâm đi, tôi sẽ canh chừng cô mà. Cô nhớ là nhìn camera để theo dõi tôi nha. Cô nghỉ ngơi đi nha. Là cái gì vậy? Nè, bác sĩ ơi, bác sĩ nhìn ơi, bác sĩ ơi, bác sĩ gì đó ơi, bác sĩ. Nè, cô làm gì vậy? Ở đây là bệnh viện chứ không phải là công viên đâu nha. Cô là ý ới cái gì vậy? Tại tôi vừa mới thấy một ông bác sĩ ở đâu đây nè. Bác sĩ nào? Hả? Tôi nhớ là cô được phân công trực ở khu này chứ không có bác sĩ nào hết trơn á. Thì bởi vậy tôi mới thấy lạ. Tự nhiên có một bác sĩ lạ vòng vòng ở đây nè. Bây giờ bác sĩ đó đâu? Kêu tới đây gặp tôi coi. Ông đi mất tiêu rồi. Cô vui lòng tập trung vô công việc giúp tôi. Nếu có bệnh nhân nào bắt gặp tình trạng của cô thì họ có còn tin tưởng vào đội ngũ y sĩ của Á Châu mình nữa không hả? Tôi xin đính chính lại với anh là tôi đang rất tập trung vào công việc đây nè. Rõ ràng á là tôi vừa thấy một ông bác sĩ rất là lạ mà tôi chạy theo tôi kêu ổng. Cái ổng đi luôn, ổng không trả lời gì tôi hết á, mà lại đi rất nhanh nữa. Tôi không muốn nghe bất cứ một lời giải thích nào của cô hết. Bây giờ cô có dám chắc với tôi vị bác sĩ mà cô gặp có phải là người hay không hả? Sao rồi? Không có nó ở đó. Cái gì? Không lẽ nó đánh hơi được nên bỏ trốn? Bước dây động rừng rồi. Bây giờ cậu tính sao đây? Không biết bây giờ anh ấy đã xong việc hay chưa nữa. Ừ, con gọi hỏi nó đi. Thôi đi, con đã nói với ảnh là sẽ mua đồ ăn tới bệnh viện ăn cùng với ảnh rồi. Tự nhiên mà bắt con tới đây để làm gì? Gọi đi. Bây giờ làm sao mà con dám gọi điện thoại con hối thúc ảnh được chứ? Thì con vẫn đang chờ. Đợi cái anh chàng đó tới đây đi ăn cơm chung còn gì nữa. Con đâu có thất hứa đâu. Nói gì thì nói, trong câu chuyện này con vẫn là người sai. Con không có gọi đâu. Con á hả, con sẽ ngồi đây nhịn đói cho tới khi nào mà ảnh tới thì thôi. Đúng là con gái của ba si mê quá rồi. Từ trước đến nay con chưa bao giờ chấp nhận là mình sai trong bất cứ chuyện gì. Vậy bây giờ lại nhún nhường cậu ấy hả? Sao vậy ta? Thôi thì để ba gọi nghe. Dạ. Thưa ba, không mới tới. Tới rồi. Anh tới rồi hả? Anh đói lắm rồi đúng không? Em ngồi xuống đây đi. Sao em với bác không ăn đi? Đợi con làm gì? Không sao. Sao mà kệ được. Em đã không muốn tới đây rồi. Mà tại ba kép em tới đây làm em thật hứa với anh.
em này đâu có sao đâu. Em đó phải ưu tiên cho ba trước. Thôi, trước sau gì cũng tới rồi, ăn đi con, cứ tự nhiên nha. Dạ. Anh ăn đi. Dạ, con mời bác. Cảm ơn con, để bác. Còn con nữa, ăn cho thiệt nhiều vô nghe, đặng có sức khỏe để mà làm việc. Không thôi là con Lan nó đủ thừa. Ba nè. Dạ, đó là do ý con muốn mà. Tại vì công việc chưa xong, con không thể nào an tâm mà về nhà cho được. Tất cả những bác sĩ trong bệnh viện Á Châu mà đều có cái tinh thần làm việc như con trước sau gì á. Bệnh viện Á Châu ngày càng tiến bộ mà được danh tiếng nữa đó. Anh ăn cái này nè. Ừ. Em cũng ăn đi. Cảm ơn anh. Chà, nhìn hai đứa mà săn sóc tình tứ như vậy, ba nghĩ nhanh nhanh đi, họp chung một nhà được rồi đó. Ba này, sao lại đi nói chuyện này ở đây? Không nói ở đây, không khí vui vẻ như vậy, với lại không có ai hết, vậy nói ở đâu giờ con? Bà phải nói với ảnh chứ sao lại nói với con. Sao? Giờ hai đứa nói chuyện cho ba nghe đi. Đã tính toán chuyện gì chưa? Bà hỏi ảnh chứ sao lại hỏi con. Dạ thưa bác, chuyện này con chiều theo ý của Uyển Lan thôi. Sao? Vậy thì mình đến hôn sớm đi anh. Thấy không? Hãy nói tới là mấy cô mại hơi lắm. Mà hãy nghe gợi ý là tiến tới liền. Ba này, con thì con chỉ nói vậy thôi, chứ chưa có quyết định gì hết. Dù gì á thì mình cũng phải ra mắt bên gia đình của anh Minh rồi mình mới tính tiếp chứ. Phải. Nếu mà con biết nghĩ như vậy á là tốt lắm. Dù sao đi nữa, cho dù mình tự do thế nào đi nữa thì mình cũng phải hỏi ý của cha mẹ. Sẽ đúng vào cái câu áo mặc không qua khỏi đầu, phải không con? À ba, nếu mà như vậy á thì ba phải tìm phụ tá cho anh Minh sớm đi, để mà anh còn sắp xếp thời gian đi qua Pháp để gặp mẹ của anh nữa chứ. Bà cứ bắt ảnh làm việc cực lực như vậy, chắc còn chờ tới già luôn anh cũng chưa cưới con nữa. Thấy chưa, nói tới tới không à. Thôi ăn đi con. Ăn. Dạ. Tự nhiên nha. Nè, ăn đi. Dạ. Ăn đi con. Dạ. Từ từ. Rồi. Ây da. Từ từ. Rồi. Bộ anh biết trước tôi sẽ gặp chuyện hay sao mà đưa tôi đi gấp vậy? Phải. Lúc nãy tôi thấy thằng Minh có những hành động rất là mờ ám, cho nên tôi nghi ngờ. Thà mình đi trước tới một bước còn hơn là không. Rồi ngày mai anh không thấy tôi ở bệnh viện, rồi cho người truy lùng giết tôi làm sao? Bởi vậy tôi mới đưa cô tới đây. Tạm thời bây giờ á, cô đừng cứ về phòng trọ, tại vì nó sẽ cho người chầu trực cô ở đó. Còn về chuyện của cô và ngày mai, tôi sẽ nói với thằng Minh về trường hợp của cô. Cô cứ yên tâm, cứ để tôi lo. Cô có nhận ra người này không? Là Hồng Chó Lửa. Tôi cũng nhận ra người đứng bên cạnh ổng nè. Đó là một trong hai thằng hôm trước đã đâm tôi á. Vậy bây giờ cô đã biết rõ. Bịch nhân liệu ở phòng B11 đâu? Tôi ký giấy cho xuất viện rồi. Ai cho phép anh làm như vậy? Tôi là bác sĩ điều trị trực tiếp cho cô ấy, tôi có quyền chứ. Sao anh không thông qua tôi? Luật nào quy định bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân phải có nhiệm vụ báo cáo và thông qua trưởng khoa của mình?
Luật nào quy định điều đó? Tuy bệnh viện không có quy định đó, nhưng tôi là bác sĩ trưởng khoa, tôi có quyền theo dõi sát sao bệnh tình của bệnh nhân. Nếu như có một bệnh nhân nào đó chưa đủ điều kiện để xuất viện mà bác sĩ trực tiếp điều trị cho phép về nhà, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh cứ yên tâm, nếu như có chuyện gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Anh, mà tôi thấy cũng lạ, đối với một bệnh nhân bình thường xuất viện mà tại sao trưởng khoa Minh lại căng thẳng như vậy? Hình như mối quan hệ của hai người có gì đặc biệt đúng không? Anh muốn ám chỉ điều gì? Ono, tôi không hề ám chỉ, tôi chỉ thấy lạ nên tôi mới hỏi thôi. Bác sĩ lo cho sức khỏe của bệnh nhân có gì là lạ? Không biết trưởng khoa đang lo hay đang sợ vậy. Ok, nếu không còn gì nữa tôi ra ngoài. Chà, bác sĩ tài năng mà cũng ngồi chơi điện tử khí thế vậy luôn á hả? Có gì đâu, bình thường thôi. Em có muốn chơi thử không? Game này hay lắm à. Thôi, em không biết chơi đâu. Ủa, sao anh vui vậy? Bộ ba má bên dưới gì chút hả? Ý tới tiền bạc hết trơn. Anh nói thiệt với em, ngoài tiền bạc ra còn nhiều thứ rất là quý giá hơn nữa. Đối với em á, tiền bạc là trên hết. Có tiền á là có tất cả, còn không có tiền là coi như không có gì hết á. Sai lầm. Ngoài tiền bạc ra, uy tín và danh dự còn hơn cái tiền bạc nữa. Nói cho em biết, anh sắp giành lại được hai thứ đó rồi. Là sao? Em không hiểu. Anh sắp trả thù được rồi. Ồ, vậy là anh sắp tống hắn ra khỏi cái ghế trưởng khoa luôn hả? Tống ra khỏi bệnh viện này thì dễ, thậm chí anh còn tống nó vô nhà tù nữa kìa. Sao anh làm được? Hắn ma mạnh lắm mà. Mạnh có chắc là làm được không? Được hay không á, rồi em sẽ thấy. Còn bằng cách nào để triệt nó thì em cứ đợi đến khi nào đúng thời điểm. Ừ, khác anh biết à. Cô ta mất tích một cách bí ẩn, chắc chắn có người để giúp cô ta. Nhưng là ai chứ? Không lẽ thằng Kim với con biết nhúng tay vào chuyện này? Anh à, em ngồi đi. Em không biết dạo này có chuyện gì mà sao em thấy sắc mặt của anh thất thường quá. Công việc dạo này nó khiến anh đau đầu quá. Bên cạnh của anh có rất là nhiều người, vậy tại sao anh không giao bớt việc cho người ta đi? Anh không tin tưởng ai ngoài bản thân mình hết. Trước đây cũng từng có những tấm gương lỗi lầm của nhiều bác sĩ khác. Em hiểu ý anh mà đúng không? Vậy thì anh thay người đi. Anh làm gì có quyền quyết định. Khi ba em dần dần lấy lại được đồng tin từ bác sĩ Kim, trừ khi anh có nhiều quyền hành hơn mới được. Cái vấn đề này thì cũng chỉ là sớm muộn thôi mà. Đương nhiên là anh biết chứ. Nhưng mà anh chỉ sợ tới lúc đó công việc của anh nhiều quá, anh không đủ tỉnh táo nữa. Em có một cách để xúc tiến việc này tiến triển nhanh hơn. Mình kết hôn đi anh. Cuối cùng thì cô ta cũng nói lên điều mình muốn mấy lâu nay. Nếu mình thúc chuyện kết hôn thì gia đình cô ta sẽ nghĩ ngay việc mình đến với cô ta vì danh lợi, địa vị. Nhưng nếu cô ta lên tiếng trước thì mọi chuyện sẽ khác. Anh, anh đã muốn kết hôn hả?
anh yêu em như thế nào. Chẳng lẽ em không hiểu anh hả? Anh dự định để công việc thư thả hơn, anh sẽ tới gia đình em thưa chuyện và xin cưới em. Ý của anh á là anh phải đợi cho công việc hiện tại ổn định thì anh mới đồng ý cưới em đúng không? Vậy thì em sẽ đề nghị ba thay Khiêm bằng một bác sĩ khác để chia sẻ bớt công việc cho anh là được đúng không? Em nghĩ chỉ cần một việc gì đó mà ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của con gái, ba em sẽ đồng ý thôi. Cuối cùng cũng xong. Trước mắt chỉ cần tống tình Khiêm ra khỏi Á Châu thì mối đe dọa sẽ giảm bớt một nửa. Tiếp theo xử luôn Á kia là mình sẽ qua được con trăng này. Anh lại suy nghĩ gì nữa vậy? Hướng giải quyết của em không có được ổn thỏa hả? Không. Anh đang suy nghĩ. Khi mà được thảnh thơi suy nghĩ tới việc cưới sinh, anh nôn quá. Em còn nôn hơn là anh nữa. Em muốn được ra mắt gia đình anh. Chuyện vẫn chưa ngã ngủ mà. Anh phải có thời gian thì mới dám lên tiếng với gia đình về chuyện cưới em chứ. Đó là chuyện hệ trọng cả đời. Còn em, em lại là con gái của gia đình danh giá, làm sao mà anh có thể tính toán sơ sài được? Biết là vậy, nhưng mà không lẽ em không thể nào gọi để hỏi thăm trước qua điện thoại được hay sao? Anh muốn chuẩn bị mọi việc ổn thỏa mới giới thiệu em với gia đình. Khi đó mọi người sẽ đón nhận em một cách nhiệt tình. Vậy anh định khi nào thì mới cho gia đình của anh biết về em? Em không có muốn chờ đợi lâu như vậy nữa đâu nha. Sau khi anh bàn xong công việc, anh sẽ dò ý mời mẹ về Việt Nam để gặp trực tiếp em luôn. Chiều trưa cô nương. Vì anh để sống cái con nhỏ cái điểm đó mà bây giờ tôi phải hốt một mớ rắc rối đây nè. Ê nè, chú em nói vậy là không được nha. Tôi đã nói là chú phải đưa con Liễu ra ngoài đường rồi tôi mới xử lý, mà bác sĩ cứ một mực là giữ nó ở trong bệnh viện, không quản lý được người mà bây giờ còn đổ thừa tôi, khiến một chút xíu nữa là tôi sẽ bị to rồi đúng không? Tôi cũng đâu ngờ là bị kẻ khác hớt tay trên như vậy. Chính vì vậy tôi mới tìm đến anh để giúp đỡ. Rồi có manh mối gì chưa? Thằng bác sĩ này là bị con Liễu hại lần trước đúng không? Ừ. Ê, không lẽ hai đứa tụi nó hợp tác với nhau để chơi chú em hả? Tôi cũng chỉ đang nghi ngờ vậy thôi. Có thể chính tên này đã giúp đỡ cái con nhỏ kia bỏ trốn. Hiện giờ tôi đang tìm cách để đẩy hắn ra càng xa càng tốt. Còn anh, hãy giúp tôi tìm ra tung tích của con nhỏ ghé điểm đó. Chuyện này càng để lâu, tôi sợ cả tôi và anh không được sống yên ổn đó. Con quỷ này càng lúc càng lộng hành. Mẹ mày, tao mà tìm ra mày được tôi cho mày chết. Ăn miếng đi con. Rồi, giỏi, ăn thêm miếng nữa nha. Giỏi, coi chừng đổ đó con. Dạ con chào dì. Dạ con chào dì. Chào con, ngồi chơi đi con. Mai anh hôm nay chịu ăn rồi à? Ừ. Ngoan quá nha. Ăn cũng được lắm đó. Nè, ráng thêm muỗng nữa đi con. Mai Anh ơi, Linh có mua quà cho Mai Anh nè. Thích nhà có quà nha. Trời ơi, nó mừng quá kìa con. Nè, có quà rồi á thì phải ráng ăn cho nhiều vô nha, cho mẹ đỡ vất vả. Trời ơi, nó đòi ăn nữa đây nè. Cảm ơn hai con nha. Giỏi quá, ăn hết chỗ này luôn nha. Giỏi lắm. Chết rồi. Có sao không con? Coi chừng đó. Có sao không? Có sao không con? Rồi. Má xin lỗi, má xin lỗi. Cô uống miếng nước nè, uống miếng nước nè. Uống miếng nước đi con. Uống miếng nước nè, uống miếng nước nha. Nè, cô uống miếng nước đi nè. Dì để cho con. Nè, uống từ từ thôi. Từ từ thôi con. Coi chừng sặc đó. Từ từ thôi. Em ăn nữa nha. Ăn miếng nữa nha con. Nè, sao vậy? Con mới ăn mà.
ăn hết chỗ này đã. Bây giờ con có búp bê rồi nha. Rồi con thêm miếng nữa nè. Nhanh ăn thêm đi. Ăn thêm miếng nữa đi. Đó, thấy không? Ngày nào cũng vậy hết á. Cũng được có vài miếng vậy thôi à. Trời ơi Mai Anh à, chừng nào cũng mới tỉnh lại đi hả? Thiệt á, má chịu hết nổi con rồi đó. Gì vậy? Nè, ăn miếng coi. Gì? 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 Gì đừng có làm như vậy. Gì làm vậy khiến má anh phải sợ đó. Thôi được rồi, má xin lỗi nha, má sai rồi. Bây giờ con ăn miếng nha, má không lớn tiếng với con nữa đâu nha, con nha. Dì để con. Mai Anh. Mai Anh. Em biết là má thương em, cho nên em không giận má mà, đúng không? À, em còn nhớ hồi nhỏ hai anh em mình ham chơi, đi tắm mưa tối tối mịt mới về. Về tới nhà má thấy má đánh quá trời đó, em nhớ không? Má vừa đánh vừa khóc vừa xót nữa. Hồi xưa cho dù má có đánh có la em thì em cũng ôm má, em khóc và nói má là đừng giận. Em có nhớ không? Hình như Mai Anh đang nhớ lại những gì anh nói á. Mai Anh, Mai Anh, con nhớ rồi sao? Mai Anh à, nè, má nè, má nè, con nhớ không? Má của con nè, con nhớ Mai không Mai Anh? Mai Anh, còn anh nữa, anh là anh Hào nè. Đúng, em nhớ đó. Không? Anh Hào đó con, con nhớ không? Em nhớ anh đúng con không? Con nhớ không Mai Anh? Mai Anh. Dạ chào anh, anh có cần gì không ạ? Còn phòng không em? Dạ còn anh, nhưng mà anh đi bao nhiêu người ạ? Chuyện đó không quan trọng. Dạ dạ dạ. Dạ cho em gửi. Dạ. Cô Liễu ơi, là tôi đây. Kim đây. Cô Liễu ơi, là Kim đây. Được rồi, để tôi. Nè 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 nè, từ từ thôi. Ráng ăn uống, nghỉ ngơi, rổ thuốc đúng giờ, vậy mới mau hồi phục được. Nếu như mà có cần gì á thì cứ gọi điện cho tôi hoặc là nhắn tin cũng được. Đời tôi chưa có ai tử tế với tôi như vậy hết á. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Khách sáo cái gì, quan trọng là cô đừng có đuốc lửa cho tôi là được. Anh yên tâm đi, tôi không quên ơn người đã cứu tôi lúc tôi lâm vào đường cùng đâu. Nhưng mà tôi có linh cảm là hắn sẽ sai thằng Hùng Chó Lửa đến bắt tôi để thủ tiêu. Cô đừng có lo, sau khi cô cung cấp bằng chứng cho tôi để vạch mặt thằng Minh,
tôi sẽ sắp xếp cho cô về quê. Đợi một khoảng thời gian chuyện này lắng xuống, cô dùng số tiền mà tôi đưa cho cô để cô làm lại cuộc đời. Đừng có sống như vậy nữa, không đáng đâu. Ngày mai anh tới đưa tôi đi lấy chứng cứ, vạch mặt tội thằng Minh được không? Chứ tôi sợ đi một mình có chuyện gì xảy ra thì... Cô cứ yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ gọi điện cho cô trước. Thôi bây giờ cô nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ là một ngày dài. Ừ. Thôi tôi đi về à. Cảm ơn anh. Tôi về ha, nhớ ăn đó. Có được không đó? Được chia làm nhiều khu. Bên này là khu vui chơi của trẻ con, còn bên đây là siêu thị nhỏ. Và cây xanh sẽ tập trung ở đây. Ở đây chúng ta gặp một số vấn đề về mức đền bù. Có một số hộ họ không chịu di dời, cho nên việc phát triển dự án gặp rất nhiều khó khăn. Dù tiền bạc thì anh không cần phải lo, chủ yếu là họ chịu ra giá là tốt rồi. Nhưng mà nếu anh thương thuyết được một cái giá tốt nhất thì còn gì bằng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để thương lượng với những hộ không chịu di dời bằng một cái giá thấp nhất. Và nếu như chúng ta đầu tư một khoản lớn vào đây, mức thu lợi nhuận của chúng ta sau này có thể là không thỏa đáng. Tôi không hiểu vì lý do gì mà chị lại thích khu đất này tới vậy. Vì một vài lý do cá nhân thôi. Tôi rất tha thiết được đầu tư dự án, vào dự án tái định cư khu đất này. Hy vọng anh sẽ mang tin tốt lành về cho tôi. Chị yên tâm, từ trước tới giờ tôi chưa từng làm cho chị thất vọng, đúng không? Nếu như chị rộng tay chia tiền như vậy thì tôi chắc chắn một điều là khu đất này sẽ thuộc về tay của chị. Tôi tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, đâu có gì. Con tiễn anh giùm cô nha. Để em tiễn anh. Xin phép chị, tôi về. Mỗi lần bàn chuyện về khu đất đó, thấy cô đều buồn như vậy. Có phải dự án này có liên quan tới hai anh em họ đúng không cô? Tất cả những gì cô làm hôm nay là vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Ngày xưa cũng vì quá nghèo, đành mang tiếng nhơ là người phụ nữ bỏ chồng, bỏ hai con để tìm kiếm một cuộc sống giàu sang. Cô không muốn có thêm nhiều con người lầm lỡ giống như cô. Chính vì vậy nên cô muốn mua đất dự án, xây dựng khu nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp, phải không cô? Đúng là không ai hiểu cô bằng cô. Nếu ngày trước vợ chồng cô có cơ hội được như bây giờ,
thì chắc chắn sẽ không tan đàn sẽ nghe. Cô an cư thì mới lạc nghiệp được con à. Khiêm đây, tôi vừa bị mất điện thoại ngay trong văn phòng của trưởng khoa. Đây là số điện thoại của Tuyết. Tôi nghi hắn đã bắt đầu hành động rồi. Bây giờ tôi không tiện đến khách sạn để đón cô, vì tôi sợ hắn sẽ cho người theo dõi. Tối nay cô đến chỗ hẹn, tôi tìm người đưa cô về quê luôn. Gọi cho số này đó hả? Anh Hùng. Anh Hùng. Anh Hùng tha cho em mày đi. Mày tính trốn hả? Mày trốn đi đâu? Không, em không có định trốn đi đâu. Mày tính trốn đi đâu? Không có. Mày nghĩ mày trốn khỏi bàn tay của tao không? Anh Hùng à? Anh Hùng tha cho em đi anh Hùng ơi. Tha cho mày à? Em không dám nữa đâu anh Hùng. Tha cho mày để mày lén lút mày đâm sau lưng của tao nữa hả? Hả? Sao? Anh Hùng ơi, mày biết tánh của tao mà. Em đi anh Hùng ơi. Đứa nào phản tao là chết. Anh Minh cứu em với. Anh Minh cứu em. Cứu em với anh Minh ơi. Hai người. Sĩ Trần Khắc Minh. Sao nhìn thấy quen quá vậy? Nốt ruồi đây. Chẳng lẽ con à, con tìm hiểu bác sĩ Trần Khắc Minh làm việc ở bệnh viện Á Châu giúp cô nha con. Cô đang cần gấp lắm đó. Ừ.
cầu trời Phật cho con tìm được con của con. Nhưng mà nếu đúng là hai đứa nó thì mình biết đối diện với hai đứa nó ra sao đây? Tụi nó có chịu chấp nhận nhìn lại người mẹ tàn nhẫn nè không nữa chứ? Đúng rồi. Dạ chị Liễu trả phòng rồi, anh không biết hả? Cái gì? Trả phòng hồi nào? Dạ chị ấy trả phòng hồi tối à. Nhưng mà em thấy chị ấy hình như có vẻ gấp gáp lắm. Sao tự nhiên là trả phòng vậy thật? Nhưng mà cô ấy đi một mình hay sao? Dạ. Ok được rồi, tôi cảm ơn cô. Dạ. Sao mày vẫn chưa về lo cho vợ vậy? Nếu là chuyện của Mai Anh thì anh đừng có nói nữa. Mày đang thử sức chịu đựng của tao đó hả? Em đã nói với anh rồi, tương lai của em còn phía trước. Em không muốn trở lại cuộc sống nghèo khổ của em như trước đây nữa. Tao không ngờ mày có thể mở miệng ra nói được những lời này với tao. Em đâu có vô trách nhiệm. Em vẫn gửi tiền đều đặn về cho dì Dượng lo cho mấy anh mà. Anh còn muốn gì ở em nữa? Mày thay đổi quá nhiều rồi đó Minh à. Ngày xưa mày dám đánh đổi tất cả để lấy cho bằng được mấy anh. Bây giờ cô ấy gặp nạn, mày lại ngoảnh mặt đi theo người con gái khác. Ba đâu có dạy mày cái cách sống bất nhân bất nghĩa như vậy đâu Minh. Chắc em giống tính của mẹ. Trên đời này ai cũng muốn chọn bóng mát để mà ngồi, chỉ có một mình anh mới lựa bóng nắng mà đứng. Mà thôi, anh thích vậy em cũng đành chịu thôi. Nhưng anh không có quyền bắt em phải sống theo suy nghĩ của anh. Tao không có quyền. Vậy ai đã lo cho mày có được như ngày hôm nay? Ai đã chịu ngồi tù để cho mày có được địa vị hiện tại bây giờ, được mọi người gọi là ông bác sĩ này, ông bác sĩ nọ? Còn tao, tao chỉ là một thằng bảo vệ, không hơn không kém. Nếu đã hết lòng thì hết lòng cho trót đi. Anh lo cho mà anh giúp em đi. Đã đến lúc mày phải chịu trách nhiệm về việc mày đã làm ra. Thôi, em hiểu rồi. Cuối cùng thì anh cũng chỉ vì bản thân của mình thôi. Mày thôi nói những lời khích tướng đó đi. Tao gặp mày hôm nay không phải để nghe mày giải thích nữa. Một là mày phải tự quay về chăm sóc cho mẹ anh. Hai, tao sẽ khiến cho mày tự quay về. Mày nên nhớ, Diệt Linh cũng là con gái của giáo sư Khang. Dạ chào chị. Dạ chị ơi, cho em hỏi. Có gì không cậu? Dạ cho em hỏi là chị có thấy người con gái này không chị? Không. Dạ cảm ơn chị. Ừ.
Ủa, má. Đi hả con? Bây giờ con phải đi rồi. Má cầm xem coi mấy anh có cần mua gì thì má mua. Nếu thiếu thì cứ gọi điện cho con. Nếu con bận thì con sẽ cho người đem tới. Dạ đây. Con mới vô chưa được 5 phút mà sao đã đi sớm vậy con? Bộ bận lắm hay sao? Không có thời gian nói chuyện với vợ mình một tiếng hay sao? Má nhìn đi, cô ấy như vậy thì con biết nói chuyện gì nữa. Với lại dạo này con đang học nâng cao, cho nên thời gian eo hẹp lắm. Ba má thông cảm cho con nha. Con xin phép đi. Nè, sau này mà nó có đưa tiền cho bà đừng có cầm nữa nha. Không khéo lại mắc nợ người ta đó. Ông nói làm sao vậy? Dù sao đây cũng là trách nhiệm và bổn phận của nó mà. Bây giờ ông không lấy coi như quá dễ dãi với nó à. Cho dù bà có lấy hết tiền của nó đi chăng nữa thì con của mình có trở lại bình thường như trước được không? Như vậy thì bà lấy làm gì? Để rồi mang tiếng. Hồi nãy ở đầu hẻm con thấy thằng nào giống như thằng Minh vậy? Bộ nó về thăm mấy anh hả dì Dưỡng? Thì nó chứ ai nữa. Về đưa tiền rồi nó đi luôn đó. Dưỡng, ít nhiều gì con cũng thấy thằng Minh nó còn coi con là anh của nó. Vẫn chịu nghe lời con về đây để thăm mấy anh. Mai mốt đừng có ép nó nữa con à. Sớm muộn gì thì cái thằng đó cũng bỏ con mấy anh mà thôi. Dưỡng không có muốn á là con của mình mang tiếng là bị chồng bỏ, mà cố gắng níu kéo để làm mất tương lai của thằng Minh. Không được, con không cho phép nó bỏ rơi mấy anh. Suốt cuộc đời này nó chỉ có một người vợ, đó là mẹ anh thôi. Nếu mà nó còn gây tổn thương cho mấy anh nữa là nó chết với con. Rồi con nghĩ nó sẽ quay về với con mấy anh à, trong khi lòng của nó vẫn còn nghĩ về người khác. Sống như vậy không khác gì là ngục tù đâu con à. Tất cả chúng ta không ai có thể sống vui được đâu. Chuyện gì hả? Sao em kêu mà làm lơ luôn vậy? Đi. Đi hết rồi. Hả? Ai đi? Vận Mai đã dục bức rồi sao? Mày nói vậy là sao? Là mày bày trò đúng không? Anh nên nhớ, tôi là cấp trên của anh. Ăn nói cho cẩn thận nghe. Bây giờ cũng có cấp trên cấp dưới vậy đây hết. Mày trả lời cho tao biết, mày bày trò có đúng không? Anh Kim ơi, anh bình tĩnh đi. Dẹp ngay cái thái độ đó cho tôi, nếu còn muốn yên ổn mà sống ở đây nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, không đủ năng lực thì đừng chống đối với thằng này nha. Anh à, anh bình tĩnh đi anh. Anh làm vậy bệnh nhân mà thấy không có hay đâu. Bây giờ liệu bỏ đi. Đi đúng lúc một cậu hứa là đưa bằng chứng cho anh. Ờ, trời, cô ấy đi đâu được? Cô ấy không sợ bị hắn ta thủ tiêu hả? Anh đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy. Rõ ràng là cô ta đã lợi dụng anh để thoát được kiếp nạn này. Đúng là anh ngu. Anh quá ngu vì đã tin cô ấy. Anh khoan hãy nhận định vậy đi. Có khi nào cổ cũng bị hại mà mình không biết? Bây giờ chỗ ở của cô ta chỉ có một mình anh biết à. Mà anh có dặn đi dặn lại rồi,
Đừng mở cửa cho ai khác ngoài anh, và cũng đừng bước chân ra khỏi khách sạn. Vậy mà cũng đi cho bằng được. Bây giờ lỡ rồi thì thôi anh, thua keo này thì mình bài keo khác thôi. Em không tin đó là những người mà độc ác giống Tinh Minh á lại có thể nhẫn nhơ hoài như vậy đâu. Linh à, hồi nãy dì Dượng có bàn với anh chuyện trả tự do cho chồng của mấy anh đó. Ủa, em tưởng là việc đó phải làm từ đầu chứ, sao bây giờ mới làm, có trễ quá không? Em nói vậy sao được, vợ chồng phải chia ngọt sẻ bùi với nhau. Hơn nữa bây giờ mấy anh đang rơi vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, giờ thêm cái chuyện mà phải ly dị chồng, anh thấy tội nghiệp cho cổ quá. Vậy nếu là anh, anh có muốn giữ khư khư bên mình người đã không còn yêu và quan tâm tới mình nữa không? Sống với nhau hết tình thì còn nghĩa, nhưng mà trong trường hợp này em thấy cả nghĩa cũng không còn, thì tiếc gì một người chồng vô lương tâm đó. Thà để cổ đau khổ một lần rồi sau đó có thể giật dậy, như vậy còn hơn là kéo dài tình trạng này. Thì cổ và dị Dượng kể từ bây giờ càng ngày càng bế tắc, anh thử nghĩ coi em nó có đúng không. Coi nè, không ngờ nó lại đi trước mình một bước. Càng ngày bằng chứng tố cáo tội ác của nó lại càng mong manh. Không lo làm việc, ngồi để tám chuyện gì nữa vậy hả? Anh đọc tin sáng nay chưa? Cô gái mà anh đang tìm kiếm đã chết rồi đó. Ai? Là Liễu. Liễu nào? Không biết là bác sĩ Minh bận bịu công việc nhiều quá nên bị mất trí, hay là cố tình mất trí ta? Bác sĩ Kim biết không, thông thường thì những chuyện không hay hay là không liên quan tới tôi ít khi nào tôi để tâm tới lắm. Vậy à? Ừ. Vậy bệnh nhân nữ mà cậu đã tra hỏi tôi về sự mất tích của cô ấy thì sao ta? À, thì ra là cô ấy. Ồ, cô ấy chết rồi hả? Do vết thương bị nhiễm trùng hả? Cô ấy treo cổ. Không phải, cô ấy đã bị người ta hại chết. Cũng may là cô ấy không chết ở bệnh viện mình, chứ nếu không Á Châu khó tránh khỏi bị liên lụy. Việc quản lý bệnh nhân quá thấp kém. Tôi không ngờ là trưởng khoa Minh lại máu lạnh như vậy ha. Đối với cái chết của một con người mà cậu vẫn có thể thản nhiên suy tính như vậy ha. Anh nói hơi quá rồi. Là bác sĩ của bệnh viện, tôi đương nhiên phải có nhiệm vụ và trách nhiệm để lo cho danh tiếng của bệnh viện mình. Anh đó cũng nên cẩn thận đi, vì anh là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô ta. Không chừng cũng có thể công an mời anh lên để điều tra đó. Có rảnh đi thắp nhang cho cô ấy nha. Anh đôi coi với hắn làm gì vậy? Coi chừng bị sập bẫy hắn nữa đó. Em nghĩ bây giờ mình cần bình tĩnh tính toán để coi tiếp theo mình phải đối phó với hắn như thế. Ủa, em
Ba em muốn gặp anh, kêu anh qua bên đó có chuyện gì kìa. Có chuyện gì với em? Bí mật, đi với em đi rồi biết. Bởi vì chuyện hôn sự của tụi con cũng sắp đến rồi. Vậy là ba chấp nhận cho tụi con đám cưới? Sao lại không? Trong khi thì con rất cầu tiến, và con biểu hiện rất tốt trong thời gian qua. Sao, hai đứa đã tính chuyện này chưa, hay là vẫn còn muốn tự do? Ba, tụi con cũng đang tính. Nhưng mà có một chuyện tụi con vẫn chưa yên tâm. Hả? Con chưa yên tâm chuyện gì? Con biết mà, hồi trước tới giờ lúc nào ba cũng thương yêu và chiều chuộng hai đứa tụi con mà. Chuyện quản lý bệnh viện đó ba. À, thì ra là chuyện này. Thôi hai đứa tập trung lo đám cưới trước đi. Mà những cái gì mà ba hứa là ba sẽ làm. Anh biết ba hứa gì không? Ba đã hứa là chúng ta sẽ được toàn quyền quản lý Á Châu ngay sau đám cưới. Dạ thưa ba, ba quyết định như vậy có vội vàng quá không? Con chỉ lo là hai đứa con không đủ năng lực để quản lý bệnh viện thôi. Ba luôn tìm hiểu và suy nghĩ thật là kỹ trước khi quyết định chuyện gì. Chỉ cần hai đứa đừng làm ba thất vọng là được. Tuân lệnh ba. Có chính xác không con? Dạ, thông tin này con có được từ một công ty thám tử nổi tiếng. Vậy rất hả? Chính xác. Khắc Minh bây giờ đang là một bác sĩ trưởng khoa ngoại và đang yêu con gái lớn của giám đốc bệnh viện. Còn thằng Hào thì sao? Hai anh em nó có sống chung với nhau không? Dạ không. Cậu Hào thì kém may mắn hơn. Hiện tại thì cậu Hào đang ở trọ trong khu xóm củi và làm bảo vệ. Thôi không nói nữa, con đưa cô tới gặp hai đứa nó nha. Đi gặp thằng Hào trước. Dạ, vậy mình đi liền nha cô. Hào, là mẹ đi con. Mẹ là mẹ của con nè. Hào à, con hãy về với mẹ đi. Mẹ, mẹ sẽ không để cho con phải khổ sở thiếu thốn như vậy nữa. Hai anh em con cùng về với mẹ nha con. Tôi không có mẹ. Bà hãy đi đi. Con nói vậy mẹ đau lắm con biết không? Hào, mẹ xin con hãy tha thứ cho mẹ. Hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho hai đứa con. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Đánh cho mẹ đi mà. Mẹ, đừng có níu kẹo mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà. Buông mẹ ra. Mẹ, buông mẹ ra. Mẹ đừng có đi mà. Mẹ nói là con buông mẹ ra. Đừng bỏ con mà mẹ. Vô đi. Chú đừng có bắt mẹ con đi mà chú. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, 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 mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Không sao đâu, đừng có khóc nữa, anh lo cho em được mà. Mẹ ơi, mẹ. Bà đi cứu bác tôi. Đi. Đi. Tôi không muốn gặp mặt bà. Đi. Mẹ
thứ cho mẹ. Hãy cho mẹ một cơ hội để bù đắp cho hai đứa con. Nghe Hào, bà đi không bắt tôi. Đi, đi. Tôi không muốn gặp mặt bà. Đi. Đáng lắm, đáng bị như vậy lắm. Mình còn muốn chờ gì hơn nữa đây? Thôi thì cứ để qua báo đến hết một lần vậy. Nè cô. Cảm ơn cô. Mấy hôm nay con thấy cô khóc hoài à. Cô có sao không cô? Cô không sao. Con ra gọi Vũ vô đây cho cô nha. Dạ. Dạ, thưa cô và anh, đây là phòng của trưởng khoa Minh. Dạ, để con vô thông báo với trưởng khoa trước. Cô đợi con chút xíu. Cô chờ chút. Dạ, bác sĩ trưởng khoa hiện không có trong phòng. Con nghĩ là bác sĩ sẽ quay lại nhanh thôi. Tại vì hôm nay bác sĩ không có ca mổ. Cô với anh, nếu mà không có chuyện gì bận á, thì có thể ngồi đây đợi bác sĩ một chút xíu có được không ạ? 2 tiếng nữa, mình có hẹn với anh Tuấn bên sở nhà đất rồi cô, sợ không kịp á. Không sao, cô sắp xếp được. Dạ. Cô ơi, vậy thì cô gọi điện thoại di động cho bác sĩ Minh thử xem. Vậy làm phiền cô gọi giúp tôi nha. Tại vì tôi không biết số của bác sĩ Minh. Ủa, không phải cô và anh là người quen của bác sĩ Minh sao? Tại sao lại không có số? Ê tôi tiếc, có chuyện gì đứng trước phòng tôi? Dạ, hai người để tới đây tìm bác sĩ á. Nhưng mà em không thấy bác sĩ ở trong phòng, nên nói họ ở đây đợi. Thôi được rồi, cô đi làm việc đi. Dạ. Mời hai người vào phòng. Đi cô. Xin lỗi, hai người tìm tôi có chuyện gì không? Mẹ biết con đã nhận ra mẹ từ lúc đứng ngoài kia rồi. Xin lỗi, chắc là cô đã có sự nhầm lẫn gì rồi. Tôi là trẻ mồ côi, ba mẹ của tôi đã mất từ nhỏ. Mẹ biết trong lòng hai anh em con mẹ đã chết rồi, nhưng mà mẹ vẫn muốn tìm hai đứa để xin tụi con tha thứ cho mẹ. Cô hãy đi tìm con của mình mà xin. Tôi không phải là con của cô, và cũng không quen ban ân huệ cho người dân. Xin lỗi, vì thời gian của tôi dành cho hai người đã hết. Mời cô và anh ra ngoài cho. Đi cô. Mẹ cảm ơn con đã dành chút thời gian cho mẹ. Mẹ thấy con thành đạt như bây giờ, mẹ vui mừng lắm. Cho dù con không chịu nhận lại mẹ. Đâu phải đứa trẻ mồ côi nào cũng có tương lai mù mịt. Càng thiếu thốn, càng khốn khổ, càng bị khinh rẻ thì nó càng biết vươn lên. Nếu không, nó sẽ bị người ta dẫm đạp cho đến chết. Đó là điều mà mẹ quá cố đã dạy cho tôi lúc bãi bỏ anh em tụi tôi. Con à, mẹ có tội. Mẹ có chết trăm lần ngàn lần cũng không đền hết tội lỗi của mẹ. Dù hai anh em con không nhận lại mẹ, mẹ xin con cho mẹ cơ hội để bù đắp lại cho hai đứa. Mẹ sẽ làm tất cả những gì mà tụi con muốn. Con, mẹ xin con mà. Con à, mẹ xin con mà. Thank you.
như tôi muốn. Đó là bà hãy biến mất vĩnh viễn. Đi ra. Cô ơi, cô có sao không cô? Ra ngoài. Cô. Mình đi thôi cô. Cô à, những chuyện này con nghĩ là không thể gấp gáp được. Từ từ rồi thời gian sẽ giúp cho họ hiểu ra thôi. Cô đừng có đau buồn quá. Mình về nha cô. Giám đốc, bỏ rơi chồng con của mình để có được điều này sao? Cho bây giờ đột nhiên tìm về xin anh em tôi tha thứ. Bà đang có dụng ý gì đây? Ngay mà. Tình mẫu tử là gì chứ? Đồ giả dối. Anh ơi, anh bị làm sao vậy? Anh có chuyện gì hả? Không có gì đâu. Có chút chuyện bực mình thôi. Có chuyện gì anh nói cho em nghe đi. Em chưa bao giờ thấy anh giận dữ vậy hết. Mấy chuyện vặt vãnh thôi mà. Em không cần để ý đi làm gì đâu. Mà em tìm anh có gì không? Dạ có. Mấy đứa bạn của em á, thời đại học mới vừa về nước. Tụi nó mời tối nay em với anh đi club chơi. Tụi nó muốn gặp mặt anh á, anh đi nha. Tối nay anh có việc rồi. Em cáo lỗi và hẹn họ dịp khác giùm anh nha. Có việc gì mà quan trọng hơn em nữa. Để mấy hôm nữa thư thả rồi anh sẽ nói với em sau. Vậy thôi, tối nay em về lịch hẹn trễ hơn một chút. Xong việc ra đi chung với em ha. Anh nói là không đi được mà. Dời ngày lại đi. Đừng có ép anh. Anh không ngờ bà ấy lại nhẫn tâm đến như vậy. Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ rất là nhiều. Cũng có chút hy vọng là bà ấy thật lòng ân hận vì đã bỏ rơi anh em mình. Nhưng sự thật lại luôn khiến người ta đau lòng phải không anh? Muốn lợi dụng anh em mình để che mắt dư luận. Bà ấy ngay cả tình người cũng không còn. Bà ấy thậm chí đã quỳ xuống trước mặt em xin tha thứ. Đến khi em đọc được thông tin của bà ấy trên báo chí, em mới thấy thà mình là một đứa trẻ mồ côi còn hay hơn. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy đâu. Những tháng ngày anh em mình phải lăn lóc đầu đường xó chợ, anh không thể nào quên được. Càng khổ sở bao nhiêu thì anh càng hận bà ấy bấy nhiêu. Lần về nước này của bà ấy, đó là một sai lầm lớn. Để em chống mắt lên coi bà ấy sẽ phải đối diện với giới truyền thông ra sao. Thôi, mặc kệ bà ấy đi. Không đáng để cho anh em mình bận tâm theo dõi đâu. Bây giờ em nên dành thời gian cho mấy anh
Em nên nhớ, dì Dượng mới chính là người ơn, là cha mẹ thứ hai của anh em mình. Đừng để cho bất kỳ ai trong gia đình đó bị tổn thương hết. Ừ, chút nữa em sẽ về ghé thăm cô ấy. Ừ. Mai anh đáng thương lắm rồi, em đừng có phụ cô ấy. Anh không muốn anh em mình bị người đời đánh đồng là mẹ nào con nấy đâu. Dạ, thưa ba má, con mới tới. Ừ. Ừ. Dạ, hồi chiều đi siêu thị có ghé mua ít đồ mang về cho gia đình mình đây. Dạ, mai anh đâu rồi ba má? Nó trong nhà kìa, ăn cơm xong á là đòi vô trong nhà để lo cho búp bê. Con vô thăm nó đi. Ờ, dạ thôi, con tranh thủ ghé ngang nhà mình một chút. Thấy ai cũng mạnh khỏe như vậy cũng yên tâm rồi. Ủa, mày cứ như vậy hoài hả? Tao thấy riết mày coi cái nhà này như tới đây để làm từ thiện vậy. Cái nhà này đâu có thiếu cái ăn tới vậy đâu. Ông á nha, thiệt tình à, nó đang bận việc mà, làm sao bắt buộc nó phải về nhà hoài được. Mà nè, ông cứ mặt nặng mày nhẹ với nó hoài như vậy á, mai mốt nó không về luôn thì con mình khổ với ai. Chứ nó về cái kiểu này cũng giống như nó không về vậy. Mà coi coi, nó không muốn vô phòng con vợ nó nữa kìa. Những người khác thì nó quan tâm chăm sóc, còn với con mày anh á, nó lạnh nhạt vậy đó. Đúng là cuộc đời. Má, thái độ của ba đối với con lạ quá. Bộ có chuyện gì hả má? Còn chuyện gì nữa. Hôm qua đây nè, con Tuyết nó đến nó thăm mấy anh đó. Cô lại nói bậy bạ gì nữa? Thì nó nói nó thấy con vẫn qua lại với con gái của giám đốc bệnh viện, phải không? Ba bay ổng nghe được. Ông đâu có nói gì từ hôm qua tới giờ. Bây giờ gặp con á, đổ hết lên đầu con đó, thấy không? Cô ấy đã đi quá xa rồi. Chỉ vì một chút đố kỵ mà cố tình làm nhiều chuyện để chia rẽ gia đình của mình. Con sẽ nói chuyện trực tiếp với cô ấy. Ba má, sau này cũng nên cân nhắc một chút khi nghe lời của người ngoài nói chuyện nha. Má biết rồi, chỉ ba con thôi à. Dạ con đi đây. Đây là lần cuối cùng tôi nhắc nhở cô. Muốn làm bạn yên ổn á thì nên giữ cái miệng của mình. Nếu không thì đừng có hối hận. Ờ, anh nói gì tôi không hiểu gì hết trơn vậy? Tôi có nói gì bậy bạ đâu. Không cần phải đóng kịch nữa. Tất cả những gì cô nói về tôi trong và ngoài bệnh viện tôi đều biết hết. Nếu như cô chọc tôi phát điên lên, hậu quả sẽ không lường được đâu. Lần này hắn phải gặp riêng mình để cảnh cáo. Vậy mọi chuyện đúng là không đơn giản rồi. Chắc chắn là hắn đang có một bí mật gì đó, muốn giấu gia đình Mai Anh và Uyển Lan. Mình phải đi gặp bác sĩ Phi thôi. Bà đã gặp anh để nói chuyện chưa? Anh chưa thấy, mà có chuyện gì em có biết không? Ừ, hôm qua ba có hỏi em về chuyện kết hôn của hai đứa mình đó. Em trách ba giao việc cho anh nhiều quá, tới nỗi mà anh không có thời gian để quan tâm tới chuyện của hai đứa mình luôn. Trời ơi, ba đã tin tưởng giao việc quản lý bệnh viện cho anh. Anh chưa hoàn thành tốt mà bây giờ để cho em than vãn với ba như vậy, chẳng khác nào thừa nhận là mình rất bất tài. Anh đừng có lo, thực lực của anh ra sao á thì ba cũng đã biết rồi. Bệnh viện này chắc chắn á sẽ nằm trong tay của em và anh thôi. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng á chính là việc kết hôn. Anh có biết chưa? Thì anh cũng đang tính đến chuyện đó nè. Anh mà tính cái gì? Em thấy anh chẳng đã động gì tới hết á. Thậm chí mà cái việc anh đưa em về ra mắt bên gia đình của anh cũng không có nữa. Thôi mà, anh có nghĩ đến chuyện đó thiệt, chỉ là anh chưa sắp xếp được thời gian thôi. Vậy thì anh không cần phải sắp xếp nữa đâu. Em đã xin ba rồi. Là sao?
thể theo nguyện vọng của con gái cưng thì ba của em đã tạm thời cho phép anh được nghỉ 2 tuần để đưa em về ra mắt gia đình của anh. Anh, bộ anh không muốn hả? Đâu có, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi, tại vì anh chưa kịp bàn giao lại công việc. Bà của em á đã giao cho em toàn quyền quyết định rồi, cho nên cái việc nghỉ phép của anh á sẽ do em quyết định. Bây giờ em tạm thời sẽ cho anh 1 tuần để chuẩn bị, ok? Ok. Có thật vậy không? Mày đâu có liên lạc gì với hàng xóm mà sao bà tìm ra được? Hai đứa bay bỏ đi lâu lắm rồi mà sao bà tìm được hay vậy? Bà không nghe nó nói hả? Mẹ của nó bây giờ là một nữ doanh nhân thành đạt. Trời đất ơi, người ta có tiền, người ta tìm tung tích người thân dễ như trở bàn tay, có khó gì đâu. Đúng là sức mạnh của đồng tiền. Bởi vậy, cũng vì tiền, biết bao nhiêu người phải chịu đánh đổi tất cả mọi thứ. Thậm chí tình mẫu tử cũng bị coi rẻ nữa, không thấy không? Cái bà này, mẹ con người ta mới gặp lại nhau, bà nói vậy chẳng khác nào chia rẽ mẹ con người ta. Ủa, tôi nói sai hay sao? Trời ơi, người đàn bà đó không có xứng đáng có được 2 đứa con trai như vậy đâu. Cái bà này, thôi bà vô nhà bà lo cơm nước cho con mấy anh đi, nghe chưa? Ông trưa trời rồi kìa. Thôi được rồi, ông đuổi thì tôi đi, nhưng mà trước khi đi á tôi phải nói một câu nữa mới được. Tôi nói thiệt nha, trên cuộc đời này bất cứ người đàn bà nào vì tiền mà nhẫn tâm dứt bỏ con ruột của mình á đều không xứng đáng là con người, theo tôi là vậy đó. Hào, Dương xin lỗi con nha, dì của bay ăn nói lỗ mãn quá, con đừng có buồn nha, bỏ qua cho bả nha. Dạ không sao đâu Dương, con biết dì thương tụi con nên tức giùm tụi con thôi. Vậy hai đứa bay tính sao? Đâu cần phải tính đâu Dương, từ xưa đến giờ đã không có quen rồi nên bây giờ đâu cần thiết phải có nữa. Nhưng mà con nói thật với Dương đi, có phải á là con luôn luôn cần tình thương của một người mẹ đúng không? Không, không có. Ai cũng nghĩ đứa mồ côi nào cũng cần tình thương của mẹ, nhưng họ sai rồi. Họ không sai đâu con, Dương luôn để ý ánh mắt của con. Khi bay đứng nhìn dì bay chăm sóc cho con Mai Anh nè, trứng được có khôn hơn dịch nghe, Dương biết hết á. Đó là tại vì dì Dượng cũng mang 2 anh em con. Con thương dì Dượng như là cha mẹ ruột. Và bây giờ con chỉ cần có dì Dượng là đủ rồi, con không có cần ai khác hết. Thôi bay đừng có nói cứng như vậy, không có nên đâu. Hãy nhìn lại lòng mình đi, xem coi có thể tha thứ cho mẹ của bay được hay không, để mẹ con bay được đoàn tụ. Dì Dượng nghĩ á, mẹ của bay cũng đã có suy nghĩ lại rồi, chắc là cũng đã ân hận dữ lắm, hiểu chưa? Còn chơi với em đó hả? Thích không? Nè, thấy mắt nó đen không? Giống như mắt của con vậy đó, đẹp như mắt của con vậy đó. Nó cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như vậy, không biết tới chừng nào. Nhiều khi bí bách quá, dì nghĩ đến lúc chết chắc có lẽ dì cũng phải kéo nó theo. Trời ơi, dì nói cái gì vậy? Dù sao thì cũng còn có con với thằng Minh mà dì. Chứ để nó sống như thế này, làm sao mà dì đi mà thanh thản với yên tâm được hả con? Con xin dì đừng có nói như vậy mà. Có gì thì để cho con với thằng Minh lo. Lo làm sao được mà lo, sớm muộn gì thì hai đứa cũng phải có vợ có con đúng không? Thằng Minh nó phải có trách nhiệm với mấy anh chứ. Mà nó có thường về thăm nhà không gì? Thì thoảng thì cũng có, nhưng mà ngồi chưa nóng đít á là nó đã đi rồi. Cái thằng này, con phải nói chuyện với nó mới được. Thôi con à, con đừng có ép nó, cũng đừng có bắt ép nó phải về thăm con Mai Anh nữa. Số con Mai Anh đã như vậy rồi, để dì gánh chung với nó. Dì không muốn gì chuyện này
mà hai anh em lại gây gổ với nhau. Con xin lỗi dì. Dì Dượng lúc nào cũng nghĩ cho hai anh em con, nhưng con lại không thể dạy dỗ thằng Minh để cho nó sống cho phải đạo. Chắc có lẽ là nó thiếu tình thương của mẹ nên nó thành ra vô cảm, không hiểu được nỗi lòng của Mai Anh khi bị sảy thai và nỗi khổ của dì khi thấy cô ấy như vậy. À mà nè, thằng Minh nó gặp bà ấy chưa? Nó còn quyết liệt lạnh lùng hơn con. Bà ấy đã quỳ xuống trước mặt nó, nhưng nó vẫn thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Thật ra lúc nãy dì có hơi quá lời về mẹ của con. Chẳng qua dì tức cho hai đứa thôi. Sao vậy? Có chuyện gì mà mặt mày suy nghĩ căng thẳng dữ vậy? Anh có nhớ em kể cái chuyện hai người mà nhờ em dẫn đi gặp tên Minh bữa trước không? Mà có chuyện gì hả? Em biết họ là ai hả? Chưa. Nhưng mà em nghĩ mối quan hệ của họ không bình thường đâu anh. Có gì đâu mà không bình thường. Thì bây giờ bệnh nhân hẹn gặp riêng bác sĩ, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà thái độ của họ khi gặp nhau rất là lạ. Người phụ nữ đó lúc về á còn khóc đến mắt đỏ que luôn đó. Trời. Nè, nhiều khi á bác sĩ Minh thông báo về tình trạng sức khỏe của người thân, cho nên họ kìm lòng không có được, họ mới khóc thôi. Em đó, đừng có lúc nào cũng đa nghi như vậy, không có tốt đâu. Hả? Em đa nghi như vậy là vì ai? Vì em muốn tìm ra sơ hở của hắn để trả thù cho anh còn gì? Anh đã không hiểu em thì thôi, còn nói vậy nữa, thấy ghét. Thôi, anh biết rồi mà, đừng có giận, được chưa? Ha. Nghĩ lại, anh thấy Lẹm nói cũng đúng. Anh thấy mối quan hệ của họ không đơn giản như là anh nghĩ. Hay là tối nay anh ghé nhà em đi, em làm mấy món ngon tẩm bổ cho anh, rồi mình cùng nhau bàn tính về cách để điều tra người đàn bà ấy như thế nào, ok không? Ok. Nè, đây là nơi làm việc chứ không phải là nhà riêng, mà để các người thể hiện tình cảm như vậy để bệnh nhân thấy thì không hay ho đâu. Làm như bà hiền lắm vậy đó. Bà cũng ôm ông Minh xà nẹo chứ gì nữa mà dạy đời người ta. Thiệt ghét. Thôi, tập trung làm việc đi. Mẹ biết trong lòng hai anh em con mẹ đã chết rồi, nhưng mà mẹ vẫn muốn tìm hai đứa để xin tụi con tha thứ cho mẹ. Con à, mẹ có tội. Cô mẹ có chết trăm lần ngàn lần cũng không đền đáp tội lỗi của mẹ. Dù hai anh em con không nhận lại mẹ, mẹ xin con cho mẹ cơ hội để bù đắp lại cho hai đứa. Mẹ sẽ làm tất cả những gì mà tụi con muốn. Thể ra nguyện vọng của con gái cưng thì ba của em đã tạm thời cho phép anh được nghỉ 2 tuần để đưa em về ra mắt bên gia đình anh. Anh
anh không muốn hả? Đâu có, chỉ là anh bất ngờ thôi, tại vì anh chưa kịp bàn giao công việc nữa. Ba của em á đã giao cho em toàn quyền quyết định rồi, cho nên cái việc nghỉ phép của anh sẽ do em quyết định. Bây giờ em tạm thời cho anh một tuần để chuẩn bị, ok? Ok. Ten ten ten. Nhìn ngon không anh? Hấp dẫn. Anh ăn đi. Có rau nữa nè. Bỏ rau vô ăn chung cho nó ngon. Nè anh, anh ráng ăn nhiều đi chứ. Dạo này anh cứ lo đi lật tẩy tên Minh, em thấy anh ốm đi hẳn đó. Em cũng phải tự chăm lo cho mình đi, đi theo anh suốt mà. Tại vì anh xứng đáng mà. Chỉ có những người thiển cận á mới không biết được giá trị của anh mà thôi. Ý em là sao? Chắc là anh có giá nên mới theo anh chứ gì. Đương nhiên rồi, giá của anh cao lắm đó. Có người đang tiếc rẻ vì đã lỡ bỏ rơi anh kìa. Bữa nay mày đặt nói bóng nói gió nó là sao? Có gì nói thẳng ra đi. Thì là chuyện của bà Lan đó. Hồi chiều này á, bà thấy em với anh thân mật với nhau, cho nên bà ghen tức, rồi nói mấy lời dạy đời em. Làm gì có mấy chuyện đó. Bây giờ Uyên Lan cũng đã có thằng Minh rồi. Em là phụ nữ á, cho nên suy nghĩ của phụ nữ em hiểu hết á. Bà Lan mặc dù không còn là gì của anh nữa, nhưng mà bà vẫn muốn anh yêu thương bà. Người xấu tính. Nè, làm gì mà nhắc tới bà cái anh vậy luôn vậy? Đừng có nói á, là đang tơ tưởng nhớ tới người ta nha. Không có đâu, ăn đi. Em cấm anh á là không được tư tưởng tới bà Lan nữa nha. Bây giờ em không chỉ là người yêu của anh, mà còn là đồng minh và trợ thủ đắc lực của anh nữa đó. Ok ok, biết rồi cô nương à, đừng có nhắc lại nữa nha. Thôi ăn đi nè. Anh đã gặp lại bà ấy. Mẹ của anh. Ủa, không phải là anh nói anh mồ côi sao? Tại anh không muốn nhắc tới bà ấy, cho nên anh đã giấu em. Tại sao phải giấu? Bà ấy đã bỏ rơi cha con anh trong lúc khốn khó nhất, cho nên anh đã coi như là bà ấy đã chết rồi. Tới bây giờ thì bà ấy quay về. Bà ấy đã mang tiền bạc ra để mà bù đắp những tổn thất trước đây đối với anh. Bà ấy coi rẻ anh quá. Thôi anh đừng uống nữa mà. Anh uống say chỉ là mình mệt hơn thôi. Em nghĩ có lẽ là mẹ anh đã tự dằn vặt rất nhiều thì bà ấy bỏ rơi anh, và bây giờ bà ấy quay trở lại để bù đắp cho anh. Dù cách làm của bà ấy hơi nhạy cảm thôi. Chịu sự dằn vặt nhưng mà sống trong giàu sang sung sướng còn hơn là phải lăn lóc ở đầu đường xó chợ, em hiểu không? Cho nên suốt cuộc đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bà ấy. Em nghĩ nếu như anh không thực sự hận và dằn vặt bản thân mình thì anh đã không như vậy rồi. Anh thử cho mình một cơ hội đi, cũng như là anh sẽ cho mẹ anh một cơ hội để mà chuộc lỗi. Không, anh rất cần một gia đình, nhưng bây giờ thì không. Thank you.
Anh không bắt tôi. Đi. Đi. Tôi không muốn gặp mặt ba. Đi. Điều tôi muốn đó là bà hãy biến mất vĩnh viễn. Tôi xin ông, ông hãy tha thứ cho tôi. Tôi có tội với cha con ông. Xin ông hãy nói giúp cho tôi với hai đứa nhỏ. Chỉ cần hai đứa nó chịu gọi một tiếng mẹ, tôi có đánh đổi bằng mạng sống của mình tôi cũng cam lòng. Còn 3 ngày nữa là hết hạn rồi chứ gì. Yên tâm đi, anh đã sắp xếp gần xong rồi. Anh sẽ đưa em đi gặp mẹ anh. Vậy là anh đã mở lời rồi đúng không? Mà bác thích cái gì để em mua về làm quà nữa. Ba anh mất rồi, em là món quà lớn nhất rồi, cho nên không cần phải chuẩn bị gì đâu. Anh càng ngày càng khéo miệng đó nha. Nhưng mà nói gì thì nói, em cũng phải mua cái gì về làm quà cho phải phép chứ, lần đầu gặp mặt mà. Thôi được rồi, anh sẽ nói với em sau. Anh đang chuẩn bị bàn giao công việc, em về phòng trước nha. Ok, anh tập trung bàn giao công việc cho nhanh đi nha. Rồi mình đi không thì trễ á. Anh biết rồi. Cuối cùng thì con cũng tới rồi. Con ngồi đi con. Chắc con vừa tan ca con đói bụng lắm hả? Mẹ nấu nhiều đồ ăn ngon mà con thích nè. Con ăn đi con. Ăn đi con. Cảm ơn. Tôi thay đổi khẩu vị từ lâu rồi. Với lại tôi đến đây chỉ muốn nhờ bà giúp tôi một việc. Đó là hãy làm mẹ của tôi khi tôi đưa bạn gái về để ra mắt. Mẹ vốn dĩ là mẹ của con mà. Con không cần phải nhờ giả mẹ đâu. Con cứ đưa bạn gái của con về đi. Chắc là bà hiểu lầm ý của tôi rồi. Tôi muốn bà hãy đóng giả là mẹ của tôi, để tôi có được một gia đình hạnh phúc. Đây là người yêu của tôi, tôi sẽ lấy cô ấy làm vợ. Tôi không muốn cô ấy có một cái nhìn không hay về quá khứ nghèo khổ của tôi. Nếu bà thật sự muốn bù đắp cho tôi, hãy diễn thật tốt vai diễn người mẹ đức hạnh này đi. Vậy nha. Có thuốc không? Cho tôi điếu coi. Tôi không hút thuốc. Nè, không hút thuốc chắc có tiền phải không? Giúp tụi này đi. Bả quá. Mấy anh muốn gì đây? Xin thuốc không được, rồi bây giờ chuyển qua xin tiền. Mấy anh muốn kiếm chuyện hay gì vậy? Tao xin tiền, tôi kiếm chuyện gì? Nè, cái chỗ này là chỗ công ty của người ta. Mấy anh đi chỗ khác chơi giùm cái đi. Tao đứng ngoài đây chứ tao không có đứng trong công ty. Sao? Giờ mày muốn đưa tiền hay là muốn ăn đấm? Giờ mày sao? Có đưa tiền không? Mấy anh làm ơn đi chỗ khác chứ giờ một cái. Mẹ đó, xử nó. Mày để em coi coi. Trời ơi, chạy máu rồi nè. Thôi mà đi bệnh viện đi. Trời ơi, có một chút xíu hả? Đâu có gì nghiêm trọng đâu mà phải đi bệnh viện. Thôi anh vô bệnh viện để cho người ta băng bó mấy vết thương đi. Anh ở lại công ty người ta, lỡ có chuyện gì thì ảnh hưởng hơn đó. Không cần đâu, anh còn đang làm việc mà. Thôi đi liền với em đi. Đã. Trời, thế chứ anh bị trật tay rồi chứ không phải chảy máu nữa đâu. Trời, trời đất ơi, để em vô em kêu người. Đã, Linh. Hai cô đã nghe tôi dặn dò kỹ chưa? Có gì không hiểu á, cứ hỏi ý tôi. Dạ bác sĩ. Dạ bác sĩ. Đi làm việc đi. Dạ.
Anh bị sao vậy? Tôi bị người ta xông vô đánh. Nè, Diệt Linh đem tới đây đó, coi chừng cô ta biết mối quan hệ của anh mình. Đưa ta đi. Dạ bác sĩ. Qua đây. Một bên phòng khám nha. À, biết rồi. Có chuyện gì vậy anh? Em ngồi đi. Em có biết rõ mối quan hệ về gia đình của bác sĩ Minh không? Sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này? Em có biết không? Cứ trả lời câu hỏi của anh đi. Em đã từng đọc qua thông tin của anh ta rồi. Vậy bác sĩ Minh có anh em trai hay là gì không? Không, theo em biết á, gia đình ảnh chỉ có ảnh là con một mà thôi. Với lại lúc mà em còn thân với anh ta thì anh ta chẳng bao giờ nói về gia đình của mình hết. Khi em hỏi á, thì anh ta chỉ nói qua loa mình là con một vậy thôi à. Mà sao vậy, anh phát hiện ra chuyện gì nữa hả? Lúc nãy anh có thấy bác sĩ Minh có nói chuyện với một thanh niên, mà mối quan hệ của họ, họ xưng hô là anh em đó. Giống như là họ đang cố gắng giấu mối quan hệ của họ, họ không cho ai biết. Vậy có nghĩa là anh từng thấy anh trai của trưởng khoa Minh hả? Anh thì cũng không rõ nữa. Để anh điều tra thử xem sao. Nhưng mà tại sao anh ta lại nói là anh ta là con một ta? Có khi nào anh ta giấu chuyện gì không anh? Để anh điều tra lại coi sao. Thôi anh đi à. Dạ. Ô, bác sĩ Minh. Đi đâu mà vội vậy? Qua thăm bệnh nhân, tới giờ thăm rồi. Ô, khoan, bệnh nhân á, ngày nào mà chả thăm. Chắc cái này là người thân lâu lâu mới gặp nè. Ê, sao lúc nãy không chịu giữ người ta lại, giới thiệu cho mọi người biết, tự nhiên để người ta đi về luôn vậy? Anh có ý gì đó? Quê, đừng có hiểu lầm nha, tôi không có ý gì hết. Sự thật mãi mãi là sự thật mà. Có phải người lúc nãy á là anh ruột của cậu có đúng không? Đừng có ăn nói bậy bạ nha. Đó chỉ là một trong những người anh kết nghĩa của tôi thôi. Sự thật thế nào chỉ có cậu biết, đâu cần giải thích với tôi. Tôi chỉ quan tâm hỏi thăm thôi mà. Sự thật mãi mãi là sự thật, cố giấu khó chịu lắm. Để rồi coi, anh kết nghĩa là anh ruột, dễ biết thôi. Anh người bên thám tử có đúng không? Đúng rồi, tôi có thể giúp gì cho anh? Tôi cần anh điều tra thông tin của người này, nơi làm việc, nơi ở và mối quan hệ gia đình của người đó như thế nào. Tất tần tật mọi thông tin. Không thành vấn đề, tôi sẽ điều tra thông tin người này cho anh. Bây giờ mời anh lên phòng tôi ký tên. Mời anh. Dạ, chào trưởng phòng.
À, trưởng phòng à, có 10 bác sĩ mới ra trường muốn nộp hồ sơ tại đây, trưởng phòng coi đi. Dạ. Chị về phòng trước đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ anh có chuyện gì thì mới gặp em nói chuyện được hay sao? Coi bộ sống cạnh hoàng tử em tuyệt tình hơn anh nghĩ à. Anh thích mỉa mai quá ha. Có chuyện gì anh nói nhanh đi, em sắp phải đi rồi. Anh chỉ muốn đến xem á, là em có gặp người nhà của bác sĩ Minh chưa, có gì vui không? Người nhà nào? Anh mới thấy anh trai của chồng tương lai em, chẳng lẽ em chưa gặp luôn hả? Anh Minh làm gì có anh trai? Thì ra bác sĩ Kim rất thích soi mói chuyện của người khác. Tôi nghĩ anh nên xử sự sao cho đáng mặt đàn ông đi. Cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nếu không muốn người khác biết việc của mình làm thì trừ khi mình được làm. Anh có anh trai hả? Chỉ là người anh kích kỷ của anh thôi. Do trước đây anh giúp gia đình của anh ta, cho nên anh ta quý anh và muốn kích nghĩa với anh. Chẳng lẽ em không tin anh mà lại đi tin bác sĩ Kim à? Không phải, tại vì em chưa có từng nghe anh nói về người này. Anh nghĩ đó là chuyện nhỏ cho nên anh không có nói. Với lại đâu phải chuyện gì anh cũng nhớ hết mà nói cho em nghe. Em thực sự thất vọng về anh Kim. Em không nghĩ mọi chuyện lại đi theo chiều hướng xấu tới như vậy. Ông bà ta nói rồi, gần mực thì đen, gần đèn á thì sáng. Anh nhớ coi lại camera giám sát giùm anh nha. Dạ. Coi kỹ đó. Hả? Anh ơi. Chào anh. Ôi, cho tôi mượn cái hộp quẹt. À, xin lỗi, tôi không có hút thuốc. Ủa, vậy hả? À, tôi xin lỗi nha. À mà anh ơi, tôi thấy anh đây rất là quen. Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải. À, bệnh viện Á Châu, đúng không? Hình như anh là anh trai của bác sĩ Minh hả? Ờ, chắc anh lộn tôi với người nào rồi đó. Không, trời ơi, trí nhớ của tôi rất là tốt, tôi không có nhìn lầm đâu. Tôi thấy anh rõ ràng là có nói chuyện với bác sĩ Minh mà. À, đúng rồi, hôm đó tôi có xuất hiện ở bệnh viện. Nhưng mà tại vì bác sĩ Minh á là cứu chữa cho người thân của tôi, cho nên mẹ tôi nhận bác sĩ Minh là con nuôi. Tụi tôi chỉ là anh em kết nghĩa với nhau thôi, chứ cũng không phải là ruột rà gì hết. À, vậy hả? Ủa, anh Kim. Ủa, Linh. Anh làm gì ở đây vậy? Anh đi ngang qua đây. Anh thấy anh này là anh trai của đồng nghiệp nên anh lại hỏi thăm. Ủa, còn em đi đâu? Ủa, anh Hào là con một mà, làm gì có anh em. Còn em hả? Anh Hào sắp tới giờ tan ca rồi. Em qua em rủ anh Hào để tới thăm mấy đứa trẻ mồ côi đó mà. À, vậy hả? Chắc có lẽ là do tôi nhầm lẫn. Không có gì đâu. Thôi, xin lỗi anh ha. Chào anh. Thôi, anh đi trước à? Dạ. Tôi đi à. Ủa? Sao tự nhiên anh ta lại quan tâm đến gia cảnh của đồng nghiệp vậy? Hay là anh ta có mục đích gì mà người đồng nghiệp mà anh ta quan tâm là ai vậy anh? Là bác sĩ Minh. Chắc có lần anh ta thấy anh nói chuyện với bác sĩ Minh lúc ở bệnh viện, cho nên hỏi vậy thôi chứ không có gì hết. À, chắc em nghĩ là ảnh vẫn còn yêu chị Lan, cho nên muốn tìm mọi cách để hạ bệ anh Minh đó mà. Nhưng nếu như mà suy đoán của em đúng như vậy thì anh ta thật là tệ. Em tới gặp anh có chuyện gì vậy? Mình đi thăm trẻ trẻ mồ côi anh quên rồi hả? Em chờ chút xíu. Dạ rồi. Anh đi lấy đồ ra. Em chờ anh nha.
Hôm nay ba thấy con gái của ba đẹp không? Giản dị mà sang trọng. Mà bản thân của con á, đã đẹp rồi, con mặc gì cũng đẹp hết trơn á. Ủa, mà hôm nay có gì vui vậy? Dạ, con đi gặp mẹ của anh Minh. Mà con thấy hồi hộp quá ba ơi. Có gì đâu con. Con chỉ cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói, rồi giữ ấn tượng trong lúc gặp mặt đầu tiên thì là tốt rồi. Nhưng mà ba nghĩ mấy chuyện đó đối với con gái của ba khỏi lo rồi ha. Dạ con biết rồi, con cảm ơn ba. Thưa ba con đi. Chào ba. Ngồi đi con. Dạ. Ủa chị Lan đi đâu vậy ba? Bữa nay nó nói nó đi ra mắt gia đình chồng tương lai của nó. Vậy chị có nói khi nào cưới không ba? Chưa, ba không nghe nó nói gì hết. Cưới xong rồi chị có ở đây nữa không vậy ba? Chắc là không đâu. Ba biết là nó muốn ra ngoài ở riêng. Dù sao đi nữa thì tụi con cũng là chị em một nhà. Mà thiệt hai đứa cứ vậy hoài ba. Con cũng đâu muốn vậy đâu ba. Nhưng mà cải thiện tình cảm thì phải xuất phát từ hai người mới được chứ. Mình con thì đâu có làm được gì. Mà con thấy thôi, cứ để chị ấy làm theo ý của mình đi. Khiến cả hai bên đều thấy thoải mái đúng không ba? Dạ, thôi con xin phép ba. Dạ, tôi dọn cơm cho ông chủ ăn nha. Thôi khỏi đi chị Năm à, tôi chưa thấy đói. Dạ, ông cũng lớn tuổi rồi, ông nên ăn cho đúng giờ giấc. Còn tụi nhỏ thấy kệ nó đi, quan trọng là sức khỏe của ông. Tụi nó trẻ người non dạ, rồi từ từ tụi nó sẽ hiểu nhau, thương nhau thôi ông à. Những sai lầm của cuộc đời tôi lúc mà còn trẻ, vậy mà sao tôi trả giá lâu quá vậy chị Năm? Anh, mẹ anh là một người như thế nào vậy? Anh ít kể về mẹ của anh cho nên em thấy rất là hồi hộp và lo lắng. Hiền và rất là thương anh. Anh có biết tiêu chuẩn mà mẹ chọn con dâu là gì không? Cũng đơn giản thôi. Hiền nè, ngoan nè, đẹp nè, và quan trọng là phải yêu thương anh. Vậy những điều này em có đủ rồi đúng không anh? Sao người yêu của anh hôm nay lại khác bình thường quá ta? Bình thường em tự tin lắm mà. Tại vì em yêu anh nhiều quá, cho nên là em cứ sợ là mọi chuyện cắt trở, không có như ý muốn. Khờ quá à. Chỉ cần em là em thôi. Em yêu anh nhiều lắm. Con. Mẹ. Ngồi đi. Dạ con chào bác. Chào con. Con nhớ mẹ quá. Đây là mẹ của anh. Dạ. Dạ mẹ. Còn đây là Nguyễn Lan, người mà con hay kể với mẹ đó. Thằng Minh nó thường nhắc tới con lắm đó. Không ngờ là con xinh đẹp quá. Mẹ anh rất thích ăn món hải sản. Thường ngày ở nhà là một tay mẹ nấu cho anh ăn không đó. Mẹ nấu ăn là số 1. Hả mẹ? Em rất là ganh tị với anh vì có một người mẹ như vậy. Từ nhỏ tới giờ mẹ thương anh lắm. Mẹ chưa bao giờ bỏ anh dù chỉ một bước. Cho nên anh rất là thương mẹ. Mẹ, em bây giờ con kêu đồ ăn cho mẹ nha. Để coi nhà hàng này nấu mấy món ăn hải sản có bằng mẹ nấu không. Nè mẹ, món này mẹ thích nè. Còn món này con thích nè, mẹ nấu cho con ăn thích lắm. Đúng rồi. Anh nè, thấy anh và bác thân thiết như vậy em ganh tị lắm. Con mời ba ăn cơm. Ăn đi con. Ông chủ với cô ăn cơm. Dạ cảm con ơn. Cảm ơn. Ba. Con hỏi ba chút chuyện được không? Con hỏi đi.
Nếu mà một người sống một cô từ nhỏ, bỗng một ngày mẹ của họ xuất hiện, thì họ có nhận mẹ không ba? Cái đó thì còn tùy trường hợp nữa con. Tùy cái lý do mà lúc bỏ đi á. Vậy lý do như thế nào thì mới được chấp nhận hả ba? Ví dụ như là vì cái hoàn cảnh bắt buộc nên phải bỏ đi để mà xa con, phải không? Là một. Rồi còn nếu mà cái người đó bỏ con vì lý do để theo một cái hạnh phúc mới á, thì cái trường hợp đó lại khác đó con à. Dạ. Nhưng sao con lại hỏi chuyện này? Dạ, còn có người bạn mẹ từ nhỏ đã bỏ đi, nhưng mà khi bả quay về thì người đó không nhận. Vậy là bạn của con bị tổn thương rất nặng khi mà bà mẹ bỏ đi đó con. Cho nên bây giờ cô ấy mới là có thái độ như vậy. Bình thường á, con thấy ảnh là một người sống rất tình cảm, dễ siêu lòng. Nhưng mà trong chuyện này thì rất là sắt đá. Những người mà có lòng tự trọng và sống tình cảm á, khi mà bị tổn thương á, thì họ sẽ khó tha thứ hơn. Nhưng trong thâm tâm của họ, trong sâu thẳm trái tim của họ, họ rất là thương. Nhưng mà vì cái quá khứ đau thương đó thì không cho phép họ mở cánh cửa trái tim của họ ra. Nhưng mà con nghĩ là dù sao có mẹ vẫn tốt hơn mà. Cô Út ơi, người ta nói á, con người có số hết à. Ông trời ông sắp đặt hết mọi chuyện rồi. Bây giờ có muốn đổi cũng đâu có đổi được đâu. Mà mỗi người á, là một mảnh đời riêng nữa. Nếu cô đã không có còn mẹ, tuy cô không còn mẹ, nhưng mà cô cũng có một gia đình, rồi cũng có một người chị gái, có một người cha hết mực yêu thương, lo lắng, săn sóc cho cô như vậy, thì không phải là cô hạnh phúc hơn. Tất cả các bạn mà có đủ cha mẹ mà không có được sống trong yêu thương đó sao? Dạ, con hiểu mà dì Năm. Thực ra lúc nào con cũng biết ơn ba và biết ơn cả dì Năm nữa, luôn hết lòng yêu thương con vô điều kiện. À vậy cô ăn cơm đi. Dạ cảm ơn ba. Buổi gặp mặt sao rồi cô? Hai đứa nó cũng vui vẻ. Vậy là sau khi đợi một thời gian dài, cuối cùng con cũng đợi tới ngày này. Con cũng mừng cho cô lắm á. Thấy vậy chứ không phải vậy. Con tuy do mình sinh ra, nhưng mà tánh tình nó như thế nào, thậm chí nó suy nghĩ gì thì cũng chỉ mình nó biết. Cô thấy bất lực với nó mất rồi. Cô à, con nghĩ bây giờ cái quan trọng nhất là con phải kiên nhẫn. Cứ từ từ thôi cô. Rồi một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được tình cảm của cô dành cho cậu. À, con đi coi mua ít thứ cần thiết cho thằng Hào. Dạ. Chứ nhìn nó sống vậy cô xót xa quá. Dạ, cô cứ yên tâm. Việc này á, cô cứ giao cho con. Nhớ mua những thứ tốt cho nó nha. Con biết rồi mà. Anh ơi, cho em hỏi anh Hào, ảnh thuê phòng trọ ở đây phong danh. Tôi nè, tôi là Hào đây. Ủa, anh Hào, anh qua khi phụ anh, nhanh anh. Trời ơi, anh ở phòng trọ mà anh mua quá trời vậy. Còn thêm cái tủ lạnh xăm ba xa gì nữa. Ủa, đâu còn phải. Còn thêm cái giường nữa, cái giường bự. Khoan, tôi ở nhà trọ, tiền đâu mua mấy cái đống này. Anh có lộn nhà ai không vậy? Lộn sao được mà lộn. Đây nè, anh Cắt Hào đúng không? Đây, có biên lai nè. Đúng rồi, đây là tên tôi đúng rồi. Đó, tôi nói mà. Đi nhà cũng. Ủa, tôi chạy xe Honda tôi chở mấy cái này, còn thêm một chiếc ba gác lớn phía sau nữa. Ủa, nhưng mà tôi đâu có đặt cái này. Trời, anh làm gì giỡn chơi hoài vậy? Có biên lai mọc đỏ rõ ràng nè. Người đó nói Cắt Hào đặt, chở lại cho anh. Tôi đã nói rồi, tôi không có đặt mấy cái này. Anh đừng có giỡn với tôi nữa. Anh đi chỗ khác đi, tôi còn đi làm. Rồi, anh đợi tôi xíu. Tôi. Alo. Alo. À,
gặp anh Hào rồi, tới nhà anh Hào luôn rồi mà anh không chịu nhận. Sao kỳ vậy? Anh nói anh không có mua. Nè nè, anh nói gì vậy anh? Ừ, ai vậy? Alo. Anh Hào phải không ạ? À đúng. Đúng dạ, Hào không? Anh Hào ơi, anh Hào mà, đây là quà của mẹ anh gửi cho anh đó. Anh nhận giùm tôi nha. Lại là anh nữa hả? Tôi đã nói anh với bà ấy đừng có làm phiền tôi nữa mà. Sao anh lì quá vậy? Nè, trở về hết đi. Tôi nói trước nha, cứ để ở đây là tôi đốn hết đó. Cứ từ từ, làm gì dữ vậy? Alo. Giờ sao? Anh kêu chở về. Giờ chở gì hả? À dạ, anh phải trả tiền xe hai đầu cho tôi á, chuyến đi chuyến về là hai chuyến nha. Còn ba gác nữa nghe. Ba gác chưa lại sao đợi hoài. Sáng sớm bị nghe chửi. Anh ơi, không mấy anh nhận giùm tôi đi, chở về mệt quá. Anh giỡn mặt với tôi đó hả? Vậy. Chán ghê. Đó là công việc mà cô phân công cho hai tụi con. Tụi con tự sắp xếp mà làm nha. Dạ. Chi tiết dự án này hai con cố gắng thực hiện ha. Cô có vài điểm muốn lưu ý mấy đứa như vậy. Một chút xíu nữa mình sẽ gặp dạ. Mà thưa cô. Gì đó con? Dạ. Thôi lát nữa gặp đối tác rồi mình bàn dạ. Tiếp công việc. Dạ. Cô à, anh ấy không nhận. Cô cũng biết trước chuyện này mà. Nhưng tại cô cũng muốn làm cái gì đó để bù đắp cho tụi nó có một cuộc sống đầy đủ hơn thôi. Dạ. À, Hào, tới hả con? Ngồi đi con. Thôi khỏi. Tôi tới đây để nói với bà và người của bà. Đừng đem bất kỳ thứ gì vào nhà tôi nữa. Tôi cần một cuộc sống yên ổn. Đừng có làm xáo trộn cuộc sống của tôi nữa, có được không? Hào à, dù thế nào thì mẹ cũng là mẹ của tụi con mà. Mẹ sai rồi, nhưng mà mẹ muốn bù đắp lại tất cả cho tụi con. Cách duy nhất bà có thể bù đắp cho tôi là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bà đừng bao giờ khoe khoang tiền bạc thì sự giàu có của bà. Anh em tôi không cần những thứ đó đâu. Hào, nếu bà muốn tôi không coi thường bà thì hãy làm theo những gì tôi nói đi. Chào bà. Anh Hào, khoan đã. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu như anh muốn tôi đối xử tốt với bảy, tôi không làm được đâu. Anh Hào à, tôi làm việc với cổ đã nhiều năm. Tôi biết là cổ đã sống một khoảng thời gian rất vất vả để mà tìm kiếm hai anh em của anh đó. Đó là chuyện của gia đình tôi, anh xen vào làm gì? Tôi không biết là cô Phương là người như thế nào, nhưng cổ sống rất tình cảm. Bảy gặp được hai anh em của anh, bảy rất là vui mừng. Tôi nghĩ là anh nên cho cô Phương một cơ hội. Tôi sợ cứ vậy hoài ảnh hưởng đến sức khỏe của cổ sẽ không tốt đâu. Vậy lúc bảy bỏ đi, bảy có quan tâm tới sức khỏe của hai đứa trẻ không biết làm gì để sống hay không? Nhưng dù sao bảy cũng là người sinh ra hai anh mà. Anh đừng có nói nữa. Vĩnh viễn tôi không bao giờ quên được vết thương lòng mà bảy để lại. Anh có nói gì cũng vô ích thôi. Anh Hào, có lẽ anh ấy cần thời gian để chấp nhận. Con thấy anh Hào là người sống rất tình cảm. Con nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ nhận ra tấm chân tình của cô mà thôi. Tội cô gây ra cho anh em nó quá lớn. Cô chỉ sợ đến khi mà cô nhắm mắt xuôi tay, không thể nào chuộc hết lỗi được, hoặc là không được sự tha thứ của tụi nó. Con nghĩ bây giờ hai anh em của anh đang giận. Nếu cô làm bất cứ chuyện gì á, cũng chỉ khiến họ tức giận thêm thôi. Con nghĩ là cô phải kiên nhẫn chờ đợi.
không lẽ thằng Minh ta đúng là nó rồi. Vậy là con trước nó nói đúng rồi, thằng Minh sắp lấy người khác làm vợ. Số phận của con mấy anh sao mà bạc phước vô phần gì không biết. Anh xong rồi hả? Dạ. Ủa mà anh đứng đợi em hả? Trời, hỏi ngộ ghê. Không đợi em chứ đợi ai? Ừ, vậy giờ mình đi cà phê ha. Ừ. Nôn đi cà phê quá. Lên. Trời ơi. Đi. Giống như trước đây vậy. Anh nè, em nghĩ là anh đang giận quá cho nên mới nói như vậy thôi đúng không? Không phải đâu. Anh không phải là người thiếu suy nghĩ, hoặc là suy nghĩ nông cạn như em nghĩ đâu. Em không có ý đó mà. Anh xin lỗi. Ngồi để chơi chút đi con. Nhìn má chút nè. Nói chuyện với má một chút nha. Nghe không con? Ông về rồi đó hả? Sao vậy? Sao buồn dữ vậy nè? Chuyện gì? Tôi mới thấy thằng Minh ở ngoài đường. Rồi ông có nói chuyện với nó không? Nói chuyện cái gì? Ủa sao vậy? Tôi thấy nó từ trong xe hơi bước ra. Nó ôm sát ra con nhỏ kia. Hả? Hai đứa tình tứ cười nói. Bực cái mình. Trời đất ơi, vậy là con mình không có được rồi. Ông nghĩ sao chuyện như vậy mà ông đi về đây được? Tôi phải tìm cái thằng này để hỏi cái chuyện này cho ra lẽ mới được. Thôi 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 thôi, bà ngồi xuống đi. Chứ giờ sao? Bây giờ con mình nó đã vậy rồi, vợ chồng mình tập trung lo cho con mình trước đi. Nó đã không thương rồi thì tìm làm cái gì nữa chứ. Trời ơi, như vậy làm sao được? Vì ai, vì ai mà con mình nó ra nông nổi như thế này? Nó phải có trách nhiệm chứ. Thôi thôi thôi, tôi can bà. Bây giờ bà làm lớn chuyện có giải quyết được gì đâu. Không khéo người ta cười gia đình mình nữa. Người ta bây giờ là bác sĩ, sắp được làm rể của một giám đốc bệnh viện nổi tiếng. Trời, thì làm sao mà quay lại với con mình được? Nhưng mà tôi tức, tôi thấy con tôi như vậy tôi không chịu được. Tôi biết, tôi biết. Khổ bà quá ha. Thưa dì Dượng, con mới qua. Đó. Cái thứ gì mà mấy anh. Đúng là tham phú phụ bần mà. Cái bà này, trời đất ơi, đây là thằng Hào chứ có phải thằng Minh đâu mà tham phú phụ bần gì ở đây. Nhưng mà anh em nó là một ruột với nhau đó. Con chào dì Dượng con đi. Hào, bà làm cho nó giận rồi thấy chưa? Cái gì mà thấy, tôi có nói cái gì sai đâu. Tất cả mọi chuyện là cũng từ anh em nó ra hết á. Thiệt tình à. Trời ơi, con ơi là con. Đi. Anh làm cái gì vậy? Đây là cơ quan làm việc của em mà. Tại sao vậy? Hả? Tại sao em làm như vậy với mấy anh? Tại sao? Tại sao hả? Đó là chuyện của em. Đừng bao giờ xen vào cuộc sống riêng tư của em nữa. Anh sẽ không bao giờ xen vào chuyện của em, nếu như chuyện đó không có dính dáng gì tới mấy anh. Hiểu chưa? Anh nói rồi, nếu như em còn làm cho mẹ anh đau khổ thêm nữa thì anh sẽ không tha cho em đâu. Anh.
Anh, em mới vừa phát hiện ra một sự thật rất là quan trọng. Đó là ông Minh và cái tên anh Kết Nghĩa gì đó. Hai người đó có mối quan hệ phức tạp hơn đó. Hồi nãy em nghe ông kia nhắc tới tên Mai Anh đó. Chắc chắn vì chuyện đó mà hai người có mâu thuẫn với nhau á. Ý em nói là Minh và người anh Kết Nghĩa kia đó hả? Ừ. Sao anh? Sớm muộn gì thằng Minh nó cũng sẽ trả giá cho những gì mà nó đã gây ra. Thôi, làm việc. Tôi cần tất cả mối quan hệ của người này. Ý của anh là biết tất cả những người khác sao? Tôi cần biết tất cả thông tin mối quan hệ gia đình của người này. Ok. Ok, tôi hiểu rồi. Số tiền này là tôi ứng trước. Khi nào xong việc tôi sẽ trả đủ. Anh yên tâm, tôi sẽ làm tất cả những việc anh muốn. Đi ngày đó cô đừng bỏ đi thì tụi nó đâu có khổ như vậy. Con thấy cô đừng quá lo lắng và tự dằn vặt mình nữa. Tại vì con thấy chuyện này á cũng không đến nỗi nào đâu cô. Nhìn thấy con mình đó mà không lo lắng chăm sóc được cho nó gì hết, để cho cuộc sống của nó được tốt hơn, cô thiệt là tệ mà. Của anh đây. Tất cả những gì ở đây có đúng là sự thật không? Anh nói như vậy là xúc phạm tới nghề nghiệp thám tử của tôi rồi đó. Tôi không có ý đó. Anh đừng hiểu lầm ý tôi. Xin lỗi anh. Đây, số còn lại. Nếu cần điều tra gì thêm, tôi sẽ liên lạc với anh. Ok. Không cha, không mẹ, không nhà cửa, anh trai thì từng vào tù ra tội. Lý lịch trong sáng. Hiện nay bệnh viện đang thiếu một vị trí rất quan trọng, bởi vì bác sĩ giữ chức vụ phó giám đốc đã xin chuyển công tác. Mọi người cho tôi biết ý kiến ai có thể đủ năng lực để đảm nhận vị trí này, bởi vì nếu phân công có sai sót thì sẽ làm ảnh hưởng uy tín của bệnh viện rất lớn. Con nghĩ là ba nên để cho anh Minh thay. Vì năng lực của anh ấy như thế nào ba cũng biết rõ rồi đó. Muốn giữ vai trò lãnh đạo trong đội ngũ y bác sĩ thì ít ra nhân thân của họ phải thật là trong sạch. Anh nghĩ em và giám đốc nên phải suy xét thật kỹ. Tại vì có một số người sẽ làm giả nhân thân của mình, làm như là họ thực sự trong sạch, nhưng không phải. Nhân thân của họ hết sức bần cùng, làm như vậy thì sẽ ảnh hưởng công việc rất là nhiều. Có đúng không thưa giám đốc? Bác sĩ Khiêm nói vậy chẳng khác nào coi thường giám đốc về bộ phận nhân sự.
Tôi chỉ lo cho danh tiếng của bệnh viện thôi, chứ tôi không hề trực tiếp nói đến anh. Đôi khi sự đời đâu ai biết được chuyện gì xảy ra. Người được chọn vào vị trí mới thì phải có sự thống nhất của ban lãnh đạo ở trong bệnh viện. Hai cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Anh làm cái trò gì vậy? Tại sao lại chọc tức bác sĩ Minh trước mặt ba của em? Anh đang cứu cuộc đời của em đó. Em đừng có mù quáng như vậy nữa. Anh đang nói lảm nhảm cái chuyện gì vậy? Khi mà anh cho em biết xuất thân của bác sĩ Minh như thế nào thì em phải cảm ơn anh không hết được Kỳ Nguyễn Lan à. Em hãy tỉnh lại đi. Mày cần phải rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt mà. Thằng khốn. Em nè, em có muốn ăn gì thêm không? Anh đi lấy cho em ăn. Em no rồi. Sao vậy hả? Nay em làm cái gì mà cái mặt buồn hiu vậy? Đi với anh phải vui chứ. Em vui mà. Tại vì mấy bữa nay em bận quá trời luôn. Công việc sáng giờ dồn dập nè. Em, lần này anh có đủ bằng chứng để vạch mặt thằng Minh rồi. Em không ngờ con người của tên Minh gian xảo đến như vậy. Nhìn bề ngoài học thức nhưng mà lại nói dối không chớp mắt luôn. Lý lịch chỉ xuất thân thấp hèn như vậy mà lúc nào cái mặt nó cũng ngó lên trời vậy nè. Không có ai ra gì hết. Anh còn Lâm nói gì là em? Nói như vậy á thì mới dụ được con gái của người ta chứ. Anh nói thiệt á, trước sau gì á nó cũng phải trả giá thôi à. Nó hại vợ của nó đến mang bệnh, xong rồi nó còn đi cua người yêu của người khác. Anh nói thiệt nha, trước sau gì anh cũng sẽ vạch mặt nó trước bằng dân thiên hạ. Nó sẽ mất trắng sự nghiệp lẫn tình cảm, để coi lúc đó nó còn láo liếu được với ai nữa. Alo. Con biết rồi, chiều con ghé. Ai gọi em vậy? Không cho anh biết được hả? Ba của em. Ba của em? À, sao lâu nay anh quen em, anh ít thấy em, chắc có chuyện gia đình em quá vậy? À, thì chuyện gia đình cũng bình thường thôi mà anh. Có gì đâu mà kể chứ. Mà anh thấy con gái lúc nào cũng ở chung với gia đình hết. Sao em không ở chung với gia đình? Hay là thích ở riêng để được tự do hả? Ai mà không muốn sống chung với gia đình mình. Nhưng mà thôi mình nói chuyện khác đi. Chuyện nhà cửa có gì đâu mà nói anh. À, ok, không chịu nói thì thôi. Mình vô làm hả? Anh đi trước đi. Em có chuyện một chút. Ok. Trời ơi, ba đi đâu vậy? Tôi đã nói với ba là chiều tôi ghé qua nhà rồi mà. Cái gì mà mày căng thẳng vậy? Phải thằng đó có phải là người yêu mày không? Coi bộ cũng bảnh trai giàu có dữ ha. Chỉ là đồng nghiệp thôi à. Ba đi về nhà đi, chiều tôi ghé qua. Hôm nay tao kẹt quá, đánh đầu thù đó. Sẵn có cho tao nhiều đi, để tao đi gỡ lại. Gỡ cái gì mà gỡ? Lúc nào tôi cũng thấy thua sạch hết túi luôn, còn gỡ gì nữa. Không biết tiền đâu mà cung cấp cho ba đủ nữa. Giờ anh lấy cho em cái bánh. Thiệt tình, lương y tá của tôi có nhiều đâu. Ba phải biết thương tôi chứ. Thì tao thương mày tao mới tìm mày nè. Nếu mày không đưa tao ngồi ở đây luôn, đợi tới chiều mày tan giờ làm về mày chở tao về luôn. Chứ giờ tao ra đánh tao sao? Cho tôi cái này. Nè, thôi ba cầm đỡ vô đây đi. Gì mà bèo quá vậy mày? Đủ thấm thía gì? Trời ơi, thì ba cầm đỡ đi. Chừng nào mà tôi lãnh lương tôi đưa thêm. Chứ lương tôi có được nhiều đâu. Trời ba cầm đỡ đất đi. Ơi,
Thiệt tình bà luôn. Bà chê thì khỏi. Thôi thôi, có còn hơn không? Nhớ lãnh lương đưa tiền cho tao. Không đưa tao lại đến đây tìm mày nữa. Nhớ nghe không? Đi chứ, tôi cũng nộp nữa mà. Dạ, dạ bác sĩ. Cứ làm theo lời tôi dặn. Tôi biết rồi. Thôi, tôi xin phép vô nha. Ừ, vậy đi hết. Dạ. Minh, Minh, con à, con có thể nào đi ăn cơm cùng mẹ được không? Mẹ chỉ xin con một chút thời gian thôi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Mỗi ngày đúng 5 giờ nha, biết rồi, nên con khỏe lắm đó. Đi ăn hả? Ừ. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tôi ngồi gần bà, tôi nuốt không vô rồi. Ở đây nói chuyện không tiện, tôi đợi bà ở chỗ cũ.